Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 12. Vương Đông Tuyết mải vui vẻ nói chuyện với Tần Lâm, không để ý đến vấn đề này, cô ấy cười ngượng ngùng, rồi kể qua loa. Ngụy Kiến Quân cười khinh bỉ, anh bạn Tần này xem ra chưa từng tặng trang sức cho bạn gái nhỉ, tặng đồng hồ giả là không nên đâu, phụ nữ mà, trên người luôn phải đeo một vài trang sức châu báu mới được. Vương Đông Tuyết xua tay, không cần đâu, tôi không thích châu báu lắm. Đường Nhu nói, phụ nữ sao có thể không thích châu báu chứ, Đông Tuyết cô đang cố giữ thể diện cho anh ta đúng không, không cần thiết đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà, sao có thể coi thường nhau được. Chồng tôi là chủ cửa hàng trang sức, thế này đi, sau này nếu có sản phẩm lỗi giảm giá, hoặc là đồ tặng kèm gì đó, tôi sẽ giữ lại cho cô một chút, các cô có thể tiết kiệm tiền, suy xét nhé. Đường Nhu một cách châm biếm, bọn họ mua trang sức châu báu thì mua đồ tốt. Còn Vương Đông Tuyết thì phải mua sản phẩm lỗi, giảm giá, quà tặng kèm. Đúng là cay độc, mấy người bạn của cô cũng hơi khó chịu, tất cả đều tức giận trợn mắt nhìn cô ta, như chuẩn bị chửi nhau đến nơi. Tần Lâm lại chỉ cười nhạt, những thứ như trang sức châu báu chỉ là đồ dùng hàng ngày, vốn không cần phải tặng vào dịp đặc biệt gì, nếu thích thì tặng lúc nào cũng được. Tần Lâm nói xong, Đường Nhu liền lạnh lùng hừ một tiếng, ai chả biết chém gió, tặng lúc nào cũng được. Anh lấy gì mà tặng? Tặng những chai lọ nhặt được trên đường kia à? Nói xong, Đường Nhu đá vào túi ni lông Tần Lâm để dưới đất. Cú đá này khiến đồ trong túi lăn ra ngoài, là mấy hộp trang sức nhỏ tinh xảo. Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy những chiếc hộp này. Đây là gì vậy? Tần Lâm cầm túi ni lông đặt trên bàn, trong đó là những chiếc hộp trang sức to nhỏ khác nhau. Tôi nghe nói bạn của Đông Tuyết đối xử với cô ấy rất tốt nên tặng các bạn một chút quà nho nhỏ để tỏ lòng cảm ơn. Lúc này đến lượt mọi người bàng hoàng, hóa ra những món quà này không phải dành cho Vương Đông Tuyết mà là tặng cho các bạn cùng lớp của cô ấy. Không ngờ bọn họ cũng có phần. Vương Đông Tuyết mỉm cười nói, quả thực lúc đi học các cậu ấy đã chăm lo cho tớ rất nhiều, nhưng điều kiện kinh tế của tớ không tốt lắm, muốn mời các cậu đi ăn cũng khó khăn, những món quà này là tấm lòng của bọn tớ, các cậu hãy nhận đi. Đình Đình mỉm cười vỗ tay, tặng cho bọn mình à, tốt quá đi. Ngụy Kiến Quân cười mỉa mai, trang sức giả thôi mà, vui đến thế cơ à. Tiểu Bảo lạnh lùng hừ một tiếng, giả thì làm sao, giả thì cũng là quà anh ấy tặng cho đám bạn cùng lớp chúng tôi. Ngụy Kiến Quân cười khinh bỉ, tôi không thèm tặng đồ giả. Tần Lâm lấy hộp trang sức ra, lần lượt đưa cho mọi người. Lấy ba hộp ra trước, Tiểu Bảo, Đình Đình và A Sơ đều nóng lòng muốn mở ra. Qua! Ngay khi Đình Đình mở chiếc hộp ra liền lập tức bị sốc. Trong hộp của cô ấy là một chiếc vòng tay có đỉnh các viên kim cương nối tiếp nhau, mỗi viên đều trên 50 ly, có viên lớn gần 1 carat, trên chiếc vòng tay này có tận mười mấy viên, sáng lấp lánh khiến cô không mở được mắt. Đây là kim cương thật à? Kim cương giả sao sáng như vậy được? Ngụy Kiến Quân nhíu mày, anh ta cũng thấy giống kim cương thật, không biết tên này kiếm đâu ra đống đồ giả y như thật thế này, làm đồ giả cũng giống thật phết đấy. Sau đó, Tiểu Bảo mở hộp thứ hai ra. Trong đó là một sợi dây chuyền. Dây chuyền vàng trắng đính 5 viên kim cương. 4 viên kim cương bên cạnh làm nền cho viên kim cương hồng to bằng móng tay ở giữa, vô cùng chói mắt. Kim cương hồng, viên kim cương lớn này ít cũng phải 2 carat. Trong rất nhiều loại kim cương thì kim cương hồng là đắt nhất, viên kim cương hồng to như này chắc hẳn rất có giá trị nhỉ. Mà quan trọng nhất là, viên kim cương hồng này trong suốt và sáng như pha lê, hoàn toàn không giống hàng giả. Loại kim cương đặc biệt này dễ phân biệt thật giả hơn kim cương thông thường, chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chu Sở cũng mở hộp trang sức của mình ra, trong đó là một chiếc vòng tay màu xanh lục bảo. Phụ nữ có thể không biết rõ lắm về kim cương, vàng bạc nhưng ai cũng có thể phân biệt được vòng tay lục bảo. Chiếc vòng lục bảo này trong suốt sáng bóng không chút tạp chất, vừa nhìn đã biết là ngọc bích rất quý, giá trị không hề rẻ. Món đồ này ngay cả người không chuyên cũng biết là thật. Thì nó chắc chắn là thật rồi. Ba món quà được lấy ra khiến mọi người đều bị sốc. Đông Tuyết, cái này đắt quá rồi. Vương Đông Tuyết cũng không ngờ Tần Lâm lại mua món quà đắt như vậy, làm sao để báo đáp ân tình này đây? Tần Lâm mỉm cười, không đắt gì đâu, các bạn thích là được rồi. Thích, tất nhiên là thích rồi. Này Đông Tuyết, của bọn tớ đâu, bọn tớ cũng đối xử rất tốt với cậu mà, mấy bạn nữ đứng bên cạnh hơi ghen tị. Vương Đông Tuyết mỉm cười, các cậu cũng có phần. Cô ấy lấy trong túi ra các hộp quà rồi lần lượt tặng cho những người bạn thân thiết với cô.
nhưng những người vừa nãy giúp Đường Nhu giễu cợt Vương Đông Tuyết và Tần Lâm chắc chắn không có phần. Mọi người không ai thấy thất vọng khi mở quà ra, ai ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, giá trị của mỗi hộp trang sức như này không hề rẻ, ít cũng phải trên 50.000 tệ. Tặng nhiều đồ trang sức như vậy, bạn trai của Vương Đông Tuyết giàu quá đi. Ở đây còn thừa một hộp. Vương Đông Tuyết mở hộp trang sức thừa ra, thấy bên trong là một chiếc vòng cổ đính kim cương xanh, gần giống với chiếc mà Đường Nhu đang đeo, chỉ khác là nó sáng, to và màu sắc đẹp hơn của cô ta. Cái này bị thừa, Vương Đông Tuyết nhìn Tần Lâm hỏi. Tần Lâm liếc nhìn hộp quà rồi nói. À, cái này chắc là đồ được tặng, em giữ lại cho dì đi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Đồ được tặng, lúc này ánh mắt của mọi người đều len lén đổ dồn vào chiếc dây chuyền trên cổ Đường Nhu. Lúc nãy Đường Nhu còn mỉa mai người ta chỉ có thể mua hàng lỗi, hàng tặng kèm, hiện giờ thì sao, đồ được tặng người ta tùy tiện lấy ra còn xịn hơn đồ của cô ta. Uổng công vừa nãy còn khua chiêng đánh trống, tặng một món quà mà làm rầm rộ như cầu hôn vậy, cuối cùng mấy món quà trong túi ni lông của Tần Lâm còn đắt hơn của cô ta. Sắc mặt Đường Nhu tái mét, không thể nào, chuyện này không thể nào, anh lấy đâu ra những trang sức châu báu quý ra như này. Ngụy Kiến Quân đột nhiên cầm một hộp trang sức trên bàn lên, nhìn kỹ càng, sắc mặt trầm xuống nói. Đây là hộp trang sức của Phùng Thị mà. Chả trách những món đồ trang sức này lại trông quen đến vậy, hóa ra đều là sản phẩm Phùng Thị, mọi người đều sững sờ, liếc nhìn nhau, hóa ra là trang sức Phùng Thị, là thương hiệu nổi tiếng thế giới, giá của những món trang sức này đắt hơn những nhãn hiệu khác. Ngụy Kiến Quân đột nhiên vỗ xuống bàn, chỉ vào Tần Lâm nói. Nói, nhiều đồ trang sức như vậy. Do anh trộm đúng không? Vương Đông Tuyết cau mày, ăn trộm cái gì mà ăn trộm, anh có chứng cứ gì mà nói? Ngụy Kiến Quân lạnh lùng hừ một tiếng, chứng cứ sao? Đây chính là chứng cứ. Đống hộp trang sức trên bàn này chính là chứng cứ. Cô có biết giá của những món đồ trang sức Phùng Thị chúng tôi đắt như thế nào không? Cô có biết mỗi món trang sức giá bao nhiêu tiền không? Anh ta mua nổi chắc, anh coi thường người khác quá đấy. Mấy người bạn của Vương Đông Tuyết cũng hơi tức giận, lẽ nào chỉ anh ta mua được còn người khác không mua được? Hộp trang sức anh ta cầm thì là do anh ta mua, còn người khác cầm là do ăn trộm à? Ngụy Kiến Quân chỉ vào túi ni lông nói, các người đã thấy ai mua trang sức mà đựng trong túi ni lông như này chưa? Cái nào mà chẳng đựng trong túi hộp cẩn thận chứ? Hơn nữa, anh đã nói đống này là do anh mua, vậy hóa đơn đâu, lấy hóa đơn ra đây thì tôi sẽ tin. Tần Lâm lạnh nhạt nói. Không có hóa đơn. Hừ, không có hóa đơn, vậy không phải ăn trộm thì là gì? Hai người nói một hồi, bỗng chốc khiến các bạn sinh viên sững sờ. Lẽ nào, là ăn trộm thật à? Những trang sức châu báu quý giá trong tay bọn họ đều là đồ ăn trộm. Họ Tần kia, những món đồ châu báu này giá trị vô cùng lớn, anh có biết trộm đồ quý giá như vậy là phạm tội lớn không? Anh đúng là không biết sống chết. Vương Đông Tuyết lo lắng đến phát khóc. Không thể nào. Anh Tần chắc chắn không phải ăn trộm, anh đừng có nói linh tinh. Trên mặt Đường Nhu cũng mang theo vẻ hài hước, nói linh tinh cái gì. Hiện giờ các người vô cớ lấy ra nhiều trang sức châu báu như vậy, lại còn không có hóa đơn, thế vẫn chưa đủ chứng minh là ăn cắp à. Vương Đông Tuyết, cô vì so đo với tôi nên mới đi ăn trộm nhiều trang sức như vậy để khoe khoang à. Cô đúng là ham hư vinh quá mà. Nước mắt Phương Tuyết Đông bắt đầu lăn xuống khóe mắt. Không phải, đây không phải là đồ ăn trộm. Anh, Tần sẽ không bao giờ ăn trộm đồ. Tần Lâm nắm lấy tay Vương Đông Tuyết, nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay cô để vỗ về. Trên mặt vẫn nở nụ cười tự tin nói. Không có túi hộp là vì cầm quá lỉnh kỉnh. Không có hóa đơn là vì những thứ này vốn dĩ không phải do tôi mua. Ngụy Kiến Quân đập bàn, hừ, anh thừa nhận là ăn trộm rồi. Tần Lâm nói tiếp, vì tôi căn bản không cần mua, cửa tiệm trang sức Phùng Thị ở Đông Hải là của tôi. Vừa dứt lời. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, sau đó Ngụy Kiến Quân phá lên cười như điên. Ha 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 ha, anh nói dối mà không ngượng mồm à, anh đúng là hài hước quá đi, cửa hàng trang sức Phùng Thị. Anh có biết vì sao gọi là trang sức Phùng Thị không? Là vì cửa tiệm đó thuộc về nhà họ Phùng, nếu là của anh sao không gọi là cửa hàng trang sức Tần Thị chứ, anh có nói dối thì làm ơn nói hợp lý một chút được không? Tần Lâm vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, ồ. Cửa hàng trang sức Phùng Thị, thì ông chủ bắt buộc phải họ Phùng à. Tôi nghe nói anh cũng là nhân viên của cửa hàng trang sức Phùng Thị. Ngụy Kiến Quân nói, đúng vậy, trang sức Phùng Thị có cơ sở trên toàn quốc, tôi là phó giám đốc của cửa tiệm trang sức Phùng Thị ở Đông Hải.
anh nói dối trước mặt tôi là nhầm to rồi. Các bạn cùng lớp cũng nhìn nhau, Tần Lâm này không nói dối đấy chứ. Anh là ông chủ của cửa hàng trang sức Phùng Thi, Ngụy Kiến Quân chính là phó giám đốc của cửa hàng trang sức Phùng Thị, nếu anh là ông chủ, sao người ta lại có thể không biết anh chứ? Tần Lâm nói, nếu vậy thì gọi ông chủ các anh đến đây một chuyến đi. Ngụy Kiến Quân nhếch môi khinh thường nói, ông chủ của tôi, anh nghĩ ai là ai? Với thân phận của ông chủ bọn tôi mà anh gọi đến là đến à? Đến tôi mấy tháng cũng không được gặp một lần, anh chém gió cái gì? Anh không gọi thì tôi gọi vậy. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Phùng Thụ Cường, bấm loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe, xem lời Tần Lâm nói rốt cuộc có phải là thật không. Mấy giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, cậu Tần, nghe thấy giọng nói này, Ngụy Kiến Quân lập tức sững sờ, giọng nói này hơi quen quen, lẽ nào là Tổng Giám Đốc Phùng thật? Ngụy Kiến Quân là Phó Giám Đốc của các ông đúng không? Đúng vậy, cậu Tần quen người này à? Ha ha, cũng không phải quen biết gì, anh ta nghi ngờ những món đồ trang sức tôi tặng cho bạn tôi là do ăn trộm. Cái gì, thằng khốn khiếp này, cậu đang ở đâu, tôi lập tức đến ngay. Tần Lâm nói địa chỉ xong liền cúp máy luôn. Mọi người đều nhìn nhau, thấy Tần Lâm không giống như đang nói dối, dù sao vừa nãy anh cũng đã mở loa ngoài, nếu là giả thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra ngay. Ngụy Kiến Quân chau mày, anh ta vẫn không muốn tin. Giả vờ cái gì, lại còn tìm người gọi điện để cùng nhau lừa gạt mọi người à? Tần Lâm, anh cứ đợi mà ngồi tù đi. Ngay sau đó, cửa phòng bao bị mở ra, Phùng Thụ Cường nhanh chóng đi vào. Cấp dưới của ông ta dám xúc phạm đến cậu Tần, ông ta tất nhiên không dám lơ là. Cậu Tần chính là thần y, ông cụ đã dặn dò phải đối xử lịch sự. Tên Ngụy Kiến Quân này đúng là ăn gan hùm mà, ai cũng dám đắc tội. Phùng Thụ Cường vừa bước vào, Ngụy Kiến Quân lập tức tê cứng, đứng dậy, run rẩy nói. Tổng giám đốc Phùng, sao ông đến đây? Khuôn mặt Phùng Thụ Cường tối sầm, đi đến tát anh ta một phát. Một tiếng, bốp vang lên, nửa bên mặt của Ngụy Kiến Quân lập tức bị tát in 5 dấu tay. Sao tôi đến đây? Con mẹ nó cậu còn dám hỏi vậy à? Mắt chó của cậu bị mù rồi hay sao mà dám đắc tội với cậu Tần hả? Ngụy Kiến Quân sững sờ, cái tát này khiến anh ta ngu luôn rồi. Tổng giám đốc Phùng, anh ta nói anh ta là ông chủ của trang sức Phùng Thị, tôi. Phùng Thụ Cường lạnh lùng hừ một tiếng, chuyện này có gì mà không thể. Cửa tiệm trang sức Phùng Thị ở Đông Hải tặng cho cậu Tần rồi, thủ tục bàn giao đã hoàn tất, chỉ là chưa kịp thông báo cho các cậu mà thôi, cậu đúng là không biết sống chết. Cậu Tần, thật sự xin lỗi, là do tôi sơ suất, trở về tôi sẽ thông báo xuống dưới, để bọn họ biết ông chủ mới là ai. Tần Lâm lạnh nhạt nói, không cần đâu, như vậy rất tốt, có thể nhìn ra tố chất của những nhân viên này. Ví dụ như thế này, chỉ tổ hủy hoại danh tiếng. Phùng Thụ Cường gật đầu, cậu Tần, tôi hiểu rồi. Phùng Thụ Cường quay đầu, chỉ vào Ngụy Kiến Quân nói. Họ Ngụy kia, bây giờ cậu đã chính thức bị đuổi khỏi tập đoàn Phùng Thị chúng tôi, sau này tự tìm đường sống đi. Ngụy Kiến Quân sững sờ, đuổi việc. Anh ta lăn lộn ở châu báu Phùng Thị nhiều năm mới lên được chức phó giám đốc đấy. Lương một năm mấy trăm nghìn tệ, anh ta biết tìm đâu ra công việc thế này đây. Anh ta mới mua một chiếc xe, còn chưa trả góp xong, nếu mất việc, thì tiền nhà tiền xe chẳng phải sẽ toi hết à. Ngụy Kiến Quân nhanh chóng tiến lên quỳ trước mặt Phùng Thụ Cường. Tổng giám đốc Phùng, xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Phùng Thụ Cường lạnh lùng nói, tôi đã không còn là ông chủ nữa, cậu hỏi tôi cũng vô ích thôi. Ngụy Kiến Quân hoàn hồn, vội vàng lê gối đến trước mặt Tần Lâm. Tổng giám đốc Tần, xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Ngụy Kiến Quân quỳ xuống như vậy khiến vẻ mặt của mọi người bỗng trở nên phức tạp. Màn kịch này kịch tính quá đi. Lúc trước anh ta khinh thường Tần Lâm, vừa nói người ta chưa được ăn món Pháp bao giờ, vừa nói người ta là phế vật, còn nói đồng hồ của Vương Đông Tuyết là đồ phếch. Kết quả thì người ta lại là ông chủ của cửa hàng trang sức Phùng Thị. Một phó giám đốc nhỏ nhoi mà đòi ra vẻ hoành hoang với ông chủ. Giờ thì hay rồi, công việc cũng mất luôn. Sắc mặt của Đường Nhu cũng vô cùng khó coi, buổi họp lớp hôm nay cô ta vốn định ganh đua với Vương Đông Tuyết. Kết quả, cô ta bị Vương Đông Tuyết đánh thua tan tác. Hơn nữa, bạn trai của cô ta lại còn quỳ trước mặt bạn trai Vương Đông Tuyết, thật là nhục nhã. Ngụy Kiến Quân, anh làm gì vậy? Sao anh có thể quỳ trước anh ta như vậy, mất mặt quá.
Đường Nhu không nói thì thôi, cô ta vừa cất lời khiến Ngụy Kiến Quân bỗng tức điên lên. Con điếm này, câm mồm lại. Nói xong, Ngụy Kiến Quân đứng dậy đá vào bụng của Đường Nhu. Nếu không phải con điếm nhà cô lừa tôi, thì sao tôi bị đuổi khỏi công ty được chứ? Ngụy Kiến Quân chỉ vào Đường Nhu nói với các sinh viên. Chính là cô ta, buổi sáng lúc ở nhà hàng Pháp cứ muốn ganh đua với Vương Đông Tuyết, người ta đến chỗ VIP, cô ta cũng muốn ngồi chỗ VIP, cuối cùng chỗ VIP đó có tiêu thụ thấp nhất, ăn một bữa tốn mất 80.000 tệ của tôi. Bản thân cô ta chạy mất, để tôi ở lại trả tiền. Cô ta vốn định chia tay với tôi, nhưng nghe tin các cô học lớp, cô ta lại chạy đi thuê khách sạn cầu xin tôi đến để khoe mẽ. Ngụy Kiến Quân giật sợi dây chuyền trên cổ Đường Nhu, nở ỡ nụ cười mỉa mai nói. Thấy sợi dây chuyền này không, đây là quà năm ngoái tôi tặng cô ta, hôm nay cô ta cứ bắt tôi đem đến tặng lần nữa để khoe khoang với các cô. Con điểm thối này, nếu không phải cô ham hư vinh thì tôi sao có thể mất việc chứ? Con mẹ nó, tôi đánh chết cô. Nói xong, Ngụy Kiến Quân đi đến tát vào mặt Đường Nhu. Đường Nhu lúc này đã hoàn toàn suy sụp, như thể mảnh vải cuối cùng trên người cô ta đã bị Ngụy Kiến Quân xé mất. Đường Nhu đá lại, chiếc giày cao gót của cô ta đá trúng đúng quần của Ngụy Kiến Quân. Ngụy Kiến Quân vốn đã khá lớn tuổi rồi, một cú đá này thật sự muốn mạng anh ta đột nhiên ngã ngửa xuống đất, hai tay che đúng quần, sắc mặt tái mét. Ngụy Kiến Quân, anh dám đánh tôi à, tôi sẽ liều mạng với anh. Một nam một nữ ở trên mặt đất sâu xé nhau. Những bạn học khác chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát, không hề có ý muốn xen vào. Hai người này đúng là gieo gió gặp bão. Tần Lâm cũng không muốn để loại người này ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ. Đông Tuyết, chúng ta đi thôi, mấy người bạn cũng lần lượt rời đi. Vương Đông Tuyết và mấy cô bạn thân còn muốn tụ tập tiếp, nhưng Tần Lâm không tham gia nữa, giữa bạn thân người ta có thể còn muốn tâm sự thầm kín. Đúng lúc Phùng Thụ Cường sắp xếp cho bọn cô một khách sạn suối nước nóng, để bọn họ vui chơi tùy thích. Bốn người bạn thân ngâm mình trong một con suối nước nóng rộng lớn xa hoa, vừa uống rượu vang vừa ăn hoa quả, đúng là mãn nguyện. Đông Tuyết, cậu kiếm được một anh bạn trai tài giỏi từ lúc nào vậy, sao không nói với bọn tớ? Đúng vậy, không đáng mặt bạn bè chút nào, gả vào nhà giàu mà khiêm tốn thế. Đừng bảo cậu sợ bọn mình cướp đấy nhé. Ha ha ha, Vương Đông Tuyết hơi đỏ mặt, cúi đầu do dự một lát, nhưng cô sẽ không giấu giếm với bản thân. Thật ra, anh ấy vẫn chưa phải là bạn trai của mình. Cô giải thích ngắn gọn mối quan hệ của cô với Tần Lâm cho ba người bọn họ, khiến ba người đình đình ngạc nhiên. Cũng có nghĩa là, các cậu chưa phải là người yêu. Chưa từng ôm hôn nhau luôn. Nói đến những chi tiết này khiến Vương Đông Tuyết càng đỏ mặt hơn. Đừng nói đến những điều này, đến nắm tay cũng là vào lúc ngoài ý muốn. Tiểu Bảo tính tình nóng nảy, vội vàng nói. Đông Tuyết, cậu như vậy là không được, cậu không nên dè dặt quá. Nếu từ chối nhiều lần không chừng người ta sẽ chạy mất đó. Vẻ mặt Vương Đông Tuyết hơi kỳ lạ. Tớ cũng không có từ chối, anh ấy chưa từng đòi hỏi gì cả. Trong lòng Vương Đông Tuyết, thật ra cũng gần như đã coi Tần Lâm là bạn trai, chỉ còn một lớp ngăn cách mỏng manh nữa thôi. Mà mẹ cô ấy đã đưa bảo vật ra truyền cho Tần Lâm rồi, có nghĩa là người nhà cô cũng đã đồng ý. Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn cứ không nói rõ ràng, vì thế Vương Đông Tuyết mới xoắn suýt ở đây. Khi nói xong, ba cô bạn thân đều im lặng một lúc, rồi nói. Đông Tuyết, đã thế thì cậu chủ động một chút đi, có thể là bạn trai cậu có tính cách bị động như thế, cậu chủ động một chút là được rồi. Đúng vậy, lần sau tìm cơ hội, ví dụ như xem phim gì gì đó, rồi cậu hôn anh ấy. Các cậu cũng có thể ở bên ngoài chơi đến khuya, rồi cậu giả vờ không về được nhà, đúng lúc cậu có mang chứng minh nhân dân, là có thể danh chính ngôn thuận thuê phòng rồi. Khi các nữ sinh ở cùng nhau, thường nói năng rất táo bạo, Vương Đông Tuyết bị các cô nói đến mặt mũi đỏ bừng, sao cô có thể không biết xấu hổ mà làm vậy chú? Hơn nữa, Vương Đông Tuyết luôn cảm thấy như vậy dễ dãi quá, cô ấy thật sự rất xấu hổ. Mấy ngày nữa là sinh nhật bố cô, đến lúc đó sẽ mời Tần Lâm đến nhà, mong rằng sẽ có chút tiến triển. Sau khi Tần Lâm rời đi, liền lái xe đến thẳng nhà họ Trúc. Bởi vì vừa nãy quản gia ở trang viên Thanh Mai gọi điện anh nói nhà đã được thu dọn xong, chuyển vào ở được rồi. Tần Lâm định đưa Trúc Linh Linh đi xem, nếu cô ấy thích thì cả nhà có thể chuyển đến đó. Tuy Vương Vân và bà cụ Âu Dương luôn tự cho mình là đúng, nhưng dù gì cũng là bạn bè lâu năm của nhà họ Tần, trước đây cũng từng chăm sóc cho Tần Lâm. Vả lại, nể mặt Trúc Linh Linh, Tần Lâm cũng sẽ không so đo với bọn họ. Đến nhà họ Trúc,
thấy ngoài người nhà họ Trúc ra, còn có mấy người lạ mặt đang uống trà trong sân. Anh Tiểu Lâm đến rồi. Trúc Linh Linh lấy ghế cho Tần Lâm ngồi vào sân, rồi giới thiệu. Đây là gia đình nhà chú Trang, là hàng xóm trước đây của nhà em. Cả nhà ba người Trang Đại Niên liếc nhìn Tần Lâm, người trẻ tuổi nói. Linh Linh, đấy chính là bạn trai của em à, trông có vẻ cũng bình thường nhỉ. Người thanh niên này nói chuyện chua ngoa, dường như có ý với Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh thuận tay khoác lấy cánh tay Tần Lâm, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, đây là bạn trai của tôi, Tần Lâm. Người thanh niên đứng dậy, giơ tay muốn bắt tay với Tần Lâm. Xin chào, tôi là Trang Nham. Tần Lâm cũng lịch sự đưa tay ra. Khóe miệng Trang Nham hiện lên vẻ khinh thường, lúc hai người bắt tay nhau, anh ta bỗng nhiên dùng sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trang Nham từng làm lính mấy năm, cũng là người có thân thủ xuất sắc trong đội, lúc đỉnh cao còn từng tay không đập gạch, cánh tay vô cùng khỏe. Anh ta chỉ cần sử dụng 3 phần sức lực là đủ khiến người bình thường không chịu nổi. Lần này, anh ta sử dụng đến 5 phần sức lực, muốn ra oải với Tần Lâm. Nhưng mà, đối với cái nắm tay này, sắc mặt Tần Lâm không mảy may thay đổi, tay của Tần Lâm mềm mại như một chiếc khăn vậy, lúc bóp không có chút cảm giác gì, tên này không có xương à. Trang Nham nắm chặt tay Tần Lâm, lại gia tăng sức lực. Lúc này, nếu là người bình thường thì ít cũng bị gãy xương. Tần Lâm nhíu mày, anh đã không so đo với người bình thường như anh ta, mà anh ta còn được nước lấn tới. Ngón tay Tần Lâm đột nhiên dùng sức, bỗng chốc. Trang Nham cảm thấy, chiếc khăn trong tay mình biến thành một cái kẹp sắt, cứng lại trong nháy mắt. Ngón tay Tần Lâm dùng sức, khiến tay Trang Nham cảm nhận được một áp lực rất lớn, anh ta dường như có thể nghe thấy được tiếng ma sát rắc rắc của xương. Trang Nham bỗng nhiên đổ đầy mồ hôi. Dáng đứng của anh ta cũng càng lúc càng thấp theo sức lực của tay Tần Lâm, nếu tiếp tục, có lẽ sẽ quỳ luôn xuống. Ngay khi Trang Nham sắp hét lớn, Tần Lâm liền buông tay ra. Dù sao cũng là khách nhà họ Trúc, anh vẫn nên để cho anh ta chút thể diện. Trang Nham thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui về lại, giấu hai tay về phía sau không để người khác nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của mình. Vô ý lau mồ hôi trên trán, giả vờ như không có chuyện gì. Đám người Trang Đại Niên cũng không nhìn thấy sự bất thường của con trai, cho rằng chỉ là một cái bắt tay bình thường mà thôi. Vương Vẫn này, nhà em ở đây nhiều năm như vậy rồi mà không chuyển nhà à? Vương Vân bưng một ít hoa quả ra, đặt lên bàn rồi nói. Chuyển nhà á, bây giờ nhà cửa đắt quá, chi phí chuyển nhà quá cao, với cả nhà em sống ở đây cũng quen rồi. Trang Đại Niên cười nhạt, cũng không thể nói như vậy, nhà cửa sau này càng ngày càng đắt. Nếu bây giờ em không đổi nhà mới thì sau này càng không đổi được. Vương Vân nhíu mày, anh nói vậy tức là nhà anh chuyển nhà rồi à? Trang Đại Niên nói, đúng thế, chuyển rồi, em có muốn đến xem không? Có chứ, đi thôi, em muốn xem thử. Vương Vân hơi không tin, bà ấy nghĩ mới vài năm không liên lạc thôi, Trang Đại Niên này có thể đổi sang ngôi nhà đẹp cỡ nào chứ? Hai nhà lái xe vào trung tâm thành phố, đến một khu biệt thự tên là Thủy Tuyền Nguyên. Vương Vân nhíu mày, anh Trang này, nhà anh đổi sang biệt thự đấy à? Trang Đại Niên mỉm cười, trong đây là khu biệt thự, chỉ toàn biệt thự thôi, em cũng tiện thể mua một căn đi. Trang Đại Niên nói rất thoải mái, giả bộ hờ hững như kiểu ông ta thích là có thể mua một căn biệt thự lớn vậy. Tiến vào khu biệt thự này, sắc mặt Vương Vân liền xa sầm. Bà ấy đã từng nghe nói về Thúy Tuyền Nguyên rồi, đây là khu biệt thự xa hoa. Toàn bộ khu biệt thự chiếm diện tích rất lớn, nhưng không nhiều căn lắm, cảnh quan trong khu biệt thự chiếm vị trí rộng lớn, nghe nói trong đây còn có thể chơi golf nữa. Dọc theo con đường xe chạy, khung cảnh hai bên dần thu vào tầm mắt, nào là hòn non bộ, hồ nước, đảo nhỏ, đường nhựa, sân tennis, sân bóng rổ. Đây nào phải là tiểu khu, rõ ràng là một địa điểm du lịch. Vương Vân rất ghen tị, bọn họ từng sống cùng một nơi. Bây giờ nhà Trang Đại Niên đã đổi sang ngôi nhà xịn như vậy, còn nhà bọn họ vẫn sống trong căn nhà bé tẹo, khoảng cách chênh lệch thực sự rất lớn. Anh Trang này, nhà ở đây tầm bao nhiêu một căn? Ha ha, cũng không đắt lắm, khoảng hơn 20 triệu tệ. Vương Vân nắm chặt tay, tuy vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng bà ấy không yên bình như vậy, nhà ông Trang này đúng là phát tài rồi, sống trong một ngôi nhà xa hoa giá 20 triệu lận. Mất hơn 10 phút lái xe từ cổng tiểu khu mới đến nhà Trang Đại Niên. Đây là căn biệt thự độc lập ở sâu bên trong tiểu khu, biệt thự rất lớn,
trông ít nhất cũng phải 600-700 mét vuông, chỉ riêng sân đã rộng hơn 100 mét rồi. Trong sân còn có hồ phun nước, đài câu cá, trước cổng là hồ nhân tạo, ra ngoài là có thể đi câu cá. Một ngôi biệt thự đáng nghen tị. Trang Đại Niên nhìn thấy sắc mặt của Vương Vân thì thấy vô cùng vui vẻ, cười ha hả nói. Vương Vân, vào trong xem đi, trang trí bên trong càng xa hoa hơn nữa. Mọi người bước vào bên trong, ngôi biệt thự được trang trí theo kiểu châu Âu với không gian rộng rãi và đèn chùm lộng lẫy, ghế sofa bọc da, tủ sách lớn và một chiếc lò sưởi kiểu châu Âu, trông vô cùng sang trọng và xa hoa. Trang Đại Niên đắc ý nói, thế nào, được chứ? Vương Vân thầm cười khinh bỉ, cũng tạm. Ha ha, em Vương Vân này, em không cần ghen tị quá làm gì, nghe nói công ty của Linh Linh gần đây làm ăn cũng khá, có lẽ sau một thời gian nữa nhà em cũng sẽ mua được một căn biệt thự nhỏ thôi, mặc dù không bằng ở Thúy Tuyển Nguyên, nhưng vẫn tốt hơn những gia đình bình dân nhiều. Vương Vân nghe vậy liền tức giận, ý gì vậy, các ông ở trong biệt thự xa hoa còn chúng tôi chỉ có thể sống tốt hơn nhà bình dân một chút à? Ông ta đang khoe mẽ với ai vậy? Nhà này đúng là khá tốt, nhưng mà to quá. Nhà bọn em không có nhiều người, ở ngôi nhà lớn như vậy thì lãng phí lắm. Trang Đại Niên cười ha ha vài tiếng, nhà ở mà nên lớn một chút, có gì đâu mà lãng phí, chỉ có người không có mới để ý đến tính năng thôi. Em Vương Vân này, tư tưởng của em hơi tuột dốc rồi đó, chả trách mãi không đổi sang được nhà lớn. Vương Vân nhíu mày, ai bảo em chưa đổi nhà, nhà em cũng có nhà mới rồi, chỉ là vẫn chưa chuyển sang thôi. Vương Vân máu chó dồn lên não, liền chém gió. Trang Đại Niên mỉm cười, ồ, thật à, bọn em cũng đổi nhà rồi sao? Vậy lúc nào đưa anh đi xem đây? Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, đợi một thời gian nữa đi, mới trang trí xong đang để thoát khí metal. Trang Đại Niên hồi, thoát khí metal. Cho dù thoát khí thì vào tham quan một chút chắc không vấn đề gì nhỉ? Thế nào, hay là chiều nay hoặc sáng mai đi xem đi? Vương Vân sững sờ giây lát. Vốn dĩ vừa rồi bà ấy hơi nóng máu mới bốc phét vậy thôi, ai bảo Trang Đại Niên khinh người quá đáng, bà ấy đang định viện cớ nhà đang trang trí để lơ qua chuyện này. Cuối cùng bà ấy lại quên mất, trang trí thì cũng vẫn đến tham quan được mà. Sắc mặt Vương Vân hơi lúng túng, bà ấy kiếm đâu ra nhà đây? Dạo gần đây Trúc Linh Linh làm ăn khá thật đấy, nhưng tiền kiếm được đều là tiền công ty cả. Một công ty đang phát triển trong giai đoạn đầu đều đổ dồn vào đầu tư. Còn nợ ngân hàng rất nhiều tiền, đến cuối năm Trúc Linh Linh mới nhận được hoa hồng. Vì vậy bây giờ cô chỉ đang làm việc không công. Vương Vân do dự, bà ấy không thể nói thẳng ra được. Mà Trang Đại Niên lại từng bước dồn ép, tiên tục hỏi khi nào đi được. Tần Lâm bỗng nhiên lên tiếng, nếu đã muốn thì mai đi đi. Tần Lâm nói vậy khiến mọi người đều sững sờ. Vương Vân chau mày, hung hăng trợn nhìn Tần Lâm, anh nói linh tinh gì vậy? Trúc Linh Linh đứng bên cạnh vội vàng kéo góc áo Tần Lâm, ý bảo anh đừng nói nữa. Bọn họ lấy đâu ra nhà cho người ta tham quan chứ? Trang Đại Niên lại không tha, được, mai thì mai, vậy ngày mai cả nhà anh sẽ đến nhà bọn em tham quan, chốt thế nhé, đừng hối hận đó. Vương Vân cũng không còn tâm trạng tham quan nhà Trang Đại Niên nữa, trên đường về nhà, Vương Vân tức đến nỗi suýt chửi người. Họ Tần kia, cậu có ý chống lại tôi đúng không? Cậu hứa hẹn cái quái gì vậy? Tên Trang Đại Niên đó cố ý đến khoe khoang, cậu còn để ông ta đạt được mục đích. Ngày mai chúng ta biết tìm nhà ở đâu chứ? Đây chẳng phải muốn tôi trở thành trò cười sao? Tần Lâm đáp, cháu thực sự có nhà mà, không phải lần trước cháu đã nói với mọi người rồi sao? Vương Vân xua tay, khó chịu nói. Cậu thôi đi, cậu thì có thể có căn nhà gì chứ? Một phòng ngủ một phòng khách, hay hai phòng ngủ một phòng khách? Lúc nãy chẳng phải cậu cũng nhìn thấy biệt thự của Trang Đại Niên rồi còn gì? Chúng ta lấy gì để bì với người ta chứ? Đúng là chỉ có phá là giỏi. Nghe thấy lời của trách Tần Lâm của Vương Vân, Trúc Linh Linh bực mình. Mẹ đừng nói nữa, chẳng phải chính mẹ bảo mua nhà mới còn gì? Vương Vân trừng mắt, mẹ nói thì làm sao, mẹ bảo mua nhà mới, nói dẫn các con đi xem sao? Mẹ mặc kệ, dù sao chuyện này là do tên họ Tần gây ra. Cậu thuê một căn biệt thự cho tôi, nếu không ngày mai chết với tôi. Nói xong Vương Vân phẫn nộ lao về nhà. Trúc Linh Linh thở dài, tính cách của Vương Vân như thế cô cũng hết cách. Anh Tiểu Lâm, không sao, anh không cần phải lo lắng, lát nữa em đi tìm người thuê một căn, cũng không cần đẹp lắm, lúc nhà Trang Đại Niên đến, chỉ cần khoe khoang vài câu là được rồi.
Tần Lâm bất lực, anh thực sự mua một căn nhà mới rồi mà, sao nào, em cũng không tin à? Trúc Linh Linh cười gượng, đương nhiên là em tin anh, có điều căn biệt thự của Trang Đại Niên thực sự rất sang trọng, lộng lẫy, nhà bình thường không thể nào sánh được, em vẫn nên đi thuê một căn thì hơn. Tần Lâm bất lực lắc đầu, bây giờ anh có nói gì thì mẹ con Trúc Linh Linh cũng không tin, chắc chỉ khi nào tận mắt chứng kiến thì mới tin. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Vương Vân vẫn cau có mặt mày. Tên họ Tần đó giải quyết xong vấn đề nhà chưa? Trúc Linh Linh thở dài, giải quyết xong rồi, con thuê một căn, tương tự với nhà ở khu Thúy Tuyển Nguyên. Vương Vân bĩu môi, tương tự là không được rồi, nếu như không bằng Trang Đại Niên, ông ta chắc chắn lại khoe khoang so bì với chúng a. Trúc Linh Linh nói, mẹ, khoe khoang thì kệ người ta, trong khoảng thời gian ngắn như này, con tìm đâu ra được căn biệt thự cho mẹ chứ? Vương Vân nghiến răng nghiến lợi, đều tại tên họ Tần đó, nếu không phải cậu ta đồng ý linh tinh, chúng ta cũng đâu cần phải cuống cuồng thế này chứ. Lúc mấy người mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhà Trang Đại Niên đến. Cả nhà ba người Trang Đại Niên, Trang Nham và mẹ Trang Nham xuống xe, tươi cười nói với giọng cợt nhả. Em Vương Vân, chúng ta đến xem căn biệt thự của em, đi thôi nào. Vương Vân có chút lúng túng, liếc nhìn Trúc Linh Linh, ra ký hiệu bằng mắt với cô. Trúc Linh Linh gật đầu, tỏ ý bảo bà ấy yên tâm. Được, đi thì đi. Nói xong họ ra ngoài thì thấy một chiếc xe bus đỗ trước cổng, Tần Lâm ngồi trên xe, mở cửa sổ rồi nói. Lên xe đi. Vương Vân cau mày, không biết tên Tần Lâm này bị điên hay gì, tự dưng lái xe bus đến. Lên cái xe này làm gì, chúng tôi cũng có xe mà. Tần Lâm nói, xe của các người không vào được. Nói xong, Tần Lâm kéo cửa sổ xe lại. Trang Đại Niên cười, em Vương Vân, em có căn nhà thế nào mà xe bình thường cũng vào không được vậy? Lẽ nào là trang viên ở chân núi Thanh Mai sao? Ha ha ha, lý do Trang Đại Niên lấy căn nhà này ra để giễu cợt là vì ông ta cho rằng nhà họ Trúc không thể nào mua được trang viên Thanh Mai, thậm chí trong số tất cả những người mà ông ta quen cũng chẳng có ai mua nổi. Vật họp theo loài người chia theo bầy, mặc dù Trang Đại Niên ở biệt thự, nhưng so với những nhà giàu quyền thế hàng đầu thì vẫn thua xa, bạn bè xung quanh đa phần đều không bằng ông ta, sao có thể quen biết với nhân vật lớn như thế chứ? Trúc Linh Linh cũng thấy khó hiểu, có điều Tần Lâm đã cho xe bus đến rồi nên bọn họ đều lên xe. Sau khi hai nhà lên xe, Tần Lâm hỏi, có cần hỏi xem bà cụ Âu Dương có đi không? Trước kia nghe nói bà cụ rất thích trang viên Thanh Mai, mong muốn được tham quan nơi đấy một lần trong đời, nếu có cơ hội ở vài ngày thì càng tốt. Vương Vân cau mày, cậu nói vớ vẩn cái gì vậy, sao bà cụ có thể đến những nơi kiểu đấy chứ? Mau lái xe đi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tên Tần Lâm này đúng là điên rồi, vốn dĩ hôm nay đến căn nhà đi thuê, không phải biệt thự thật, lại còn muốn gọi bà cụ đi cùng, khác gì với việc đợi bị ăn chửi. Tần Lâm cũng chẳng để ý, không gọi thì thôi. Xe khởi động, đi về hướng nam dọc theo bãi biển. Trên đường đi Trúc Linh Linh cảm thấy có gì đó sai sai, cô ngồi bên cạnh Tần Lâm, khẽ kéo áo của anh rồi hỏi. Anh Tiểu Lâm, chuyện gì vậy, đây không phải đường đến biệt thự. Cô thuê một căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Sao càng đi càng xa, ra phía ngoại ô vậy chứ? Tần Lâm cười nói, đến nơi thì em sẽ biết. Anh Tiểu Lâm, anh đúng là quá liều lĩnh. Trúc Linh Linh nhíu mày, không biết nói gì nữa, cô biết chắc chắn là đang đi đến căn nhà mà Tần Lâm mua. Anh ấy nói mua nhà, Trúc Linh Linh tin, nhưng chắc chắn không phải căn quá đắt đỏ. Nhưng càng đi càng xa xôi hẻo lánh, đã rời khỏi trung tâm thành phố rồi, cho dù là biệt thự thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa dù biệt thự ở ngoại ô không được thuận tiện thì anh Tiểu Lâm cũng chưa chắc mua nổi. Cô ấy đã thuê xong nhà rồi, mặc dù không bằng căn của Trang Đại Niên, nhưng cũng gọi là giữ được thể diện, bây giờ thì tốt rồi, nếu lát nữa mà bị mất mặt, chắc Vương Vân sẽ lại nổi giận. Hết cách rồi, Trúc Linh Linh đành nói với Vương Vân một tiếng để có phương án đề phòng trước, tránh trường hợp đến đó khiến Vương Vân xấu hổ, bị mất mặt, bây giờ để bà ấy chuẩn bị sẵn tâm lý. Thằng khốn này! Vương Vân biết được, quả nhiên nổi giận đùng đùng, suýt nữa thì đứng dậy quát mắng. Trang Đại Niên cau mày, em Vương Vân, em sao thế? Vương Vân ngượng ngùng cười trừ, không sao, không sao. Vương Vân quay đầu sang một bên, tức giận tím tái mặt mày, bà ấy nghiến răng nghiến lợi. Thằng danh con này đúng là to gan thật, dám đến đây mà không báo trước với mình một câu, mình lại đi tin nó. Đáng nhẽ ra mình không nên đến đây.
biết vậy tự đi thuê còn hơn. Chuyện đã đến nước này rồi, Vương Vân cũng bất lực, đã lên xe rồi, nếu như bây giờ quay về, đám người Trang Đại Niên chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề, đến lúc đó sẽ rất mất mặt. Chỉ đành tiếp tục đi, hy vọng tên này không mua căn nhà bình thường hai phòng ngủ một phòng khách là được rồi. Xe nhanh chóng vào khu vực Thanh Mai, Trúc Linh Linh cau mày, vội nói, bác Tài, đừng đi về phía trước, tiếp tục đi nữa là vào trang viên Thanh Mai đấy. Tần Lâm kéo Trúc Linh Linh lại, đừng vội, sẽ đến ngay thôi. Xe ngày càng tiến lại gần, họ đã nhìn thấy cổng của trang viên. Trang Đại Niên cười khẩy, anh nói này, các người cũng to gan thật đấy, lại dám lái xe đến trang viên Thanh Mai. Chỗ này canh gác rất nghiêm, nếu như bị phát hiện, vợ vẫn còn bị phạt tiền đấy. Sắc mặt Vương Vân rất khó coi, bà ấy cau mày trừng mắt nhìn Tần Lâm, nếu không phải Trang Đại Niên có mặt ở đây thì bà ấy đã chửi anh rồi. Tên này muốn làm gì? Quanh đây ngoài trang viên Thanh Mai ra, hoàn toàn không có căn nhà nào khác. Lẽ nào căn nhà mà Tần Lâm mua đã xa tận đến Đông Hải sao? Lúc mọi người đang nghi ngờ thì xe bus đỗ trước cổng trang viên Thanh Mai. Lúc nãy đi lướt qua, tất cả mọi người đều nhìn vào trong, ngay cả Trúc Linh Linh cũng muốn nhìn xem trang viên Thanh Mai lừng danh rốt cuộc trông thế nào. Đương nhiên lúc xe dừng lại, tất cả mọi người đều xung so. Mau đi thôi, sao lại dừng ở đây? Lát nữa người ta phát hiện thì không hay đâu. Có thể ở trang viên Thanh Mai chắc chắn phải là nhân vật cực kỳ giàu có, bọn họ đang xâm nhập vào địa bàn của người ta, nếu như bị đuổi đi thì mất mặt lắm. Tuy nhiên tài xế xe bus lại phớt lờ, mở cửa ra. Tần Lâm nói, xuống xe thôi. Nói xong anh xuống xe trước. Trang Đại Niên phá lên cười, em Vương Vân, các người đúng là biết đùa mà, em định nói với anh rằng căn nhà em mới mua là trang viên Thanh Mai sao? Vương Vân tái mét mặt mày, tên Tần Lâm đúng là liều lĩnh thật đấy. Đám người hậm hực xuống xe, đứng trước cổng trang viên Thanh Mai, cảm thấy lo lắng bất an, Vương Vân đến trước mặt Tần Lâm, kéo áo anh rồi nói. Tên họ Tần, cậu điên à, cậu dẫn chúng tôi đến đây làm gì, muốn tôi trở thành trò hề cho thiên hạ sao? Cho dù Tần Lâm mua một căn nhà cũ bình thường thì cũng không đến nỗi để Trang Đại Niên chế giễu thế này. Nhưng bây giờ Tần Lâm lại dẫn họ đến đây. Một trang viên nổi tiếng như này, ai mà không biết là của một ông chủ lớn nào đó ở Đông Hải, gia tộc nhỏ như bọn họ sao có thể sở hữu được chứ? Trúc Linh Linh cũng khó xử, được rồi, mẹ đừng nói nữa, anh Tiểu Lâm chúng ta mau về thôi. Tần Lâm cười, lấy chìa khóa đưa cho Trúc Linh Linh. Đã đến rồi, sao phải đi chứ? Trúc Linh Linh cầm lấy chìa khóa, cô lập tức sững sờ. Ha, ý gì chứ? Chiếc chìa khóa này hình như là chìa khóa cổng của trang viên Thanh Mai. Trúc Linh Linh sững sờ, nhìn ánh mắt kiên định và tự tin của Tần Lâm, cô tiến lên đút chìa khóa vào ổ. Kết quả chìa khóa thực sự đút vào được, vừa in. Sau đó, Trúc Linh Linh vặn chìa khóa, rắc một tiếng, khóa cửa mở ra, két két, khi vặn chìa khóa, hai cánh cổng bằng sắt từ từ mở ra, tất cả chạy bằng điện, cửa tự động. Cánh cổng lớn mở ra, lọt vào tầm mắt là một khung cảnh như chốn bồng lai vậy. Chim hót hoa thơm tỏa hương, trăm hoa đua sắc. Công viên đẹp nhất Đông Hải cũng không bằng nơi đây. Vương Vân há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Tên họ Tần này sao lại có chìa khóa trang viên Thanh Mai chứ? Anh thuê trang sao, hay là Trúc Linh Linh thuê? Lúc này Vương Vân cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, mặc kệ là ai thuê, tóm lại là hôm nay có thể nở mày nở mặt rồi. Lão Trang, nhà mới của em đấy, không tồi chứ? Trang Đại Niên sững sờ há hốc mồm, mặt tái mét lại. Từ khi nào nhà họ Trúc trở nên giàu có như này chứ, mua được cả trang viên Thanh Mai sao? Phải biết là có thể mua được trang viên này không chỉ là vấn đề về tiền mà là tượng trưng về thân phận. Người có tiền nhiều vô kể, trang viên Thanh Mai này đáng giá tầm 400, 500 triệu tệ, ở Đông Hải cũng chỉ có mấy đại gia tộc quyền thế giàu sang mới có thể mua được, nhưng không phải tất cả đều có tư cách mua. Dù thế nào cũng không thể đến lượt nhà họ Trúc được. Cả nhà Trang Đại Niên vẫn không tin. Có phải các người hùa với nhau để lừa chúng tôi đúng không, các người thuê chỗ này à? Tần Lâm cười nhạt, vào trong tham quan đi. Lúc nói bọn họ đi vào bên trong. Bên trong trang viên có một vài nhân viên, chăm sóc hoa cỏ, bảo trì đồ dùng thiết bị, nhìn thấy Tần Lâm, tất cả đều dừng làm việc, lễ phép gật đầu mỉm cười. Trên đường đi, bọn họ cảm giác được đối xử như hoàng đế vậy. Vương Vân thầm nghĩ chả trách bà cụ cứ muốn đến chỗ này, nếu thực sự được ở lại đây thì tốt thật. Đi vào bên trong tòa nhà 3 tầng ở vị trí trung tâm, Tần Lâm nói với Trúc Linh Linh.
Đây là tòa nhà dành cho em, vào trong xem đi. Trúc Linh Linh vẫn chưa định thần lại, cô hít sâu vài hơi rồi mở cửa đi vào trong. Một tòa nhà ba tầng nếu ở bên ngoài thì là một căn biệt thự nhỏ độc lập, nhưng ở trong trang viên Thanh Mai, nó chỉ là một căn nhà bình thường mà thôi. Trong trang viên có hơn 100 căn nhà giống như này, trừ chỗ ở của nhân viên thì còn tầm hơn chục tòa biệt thự nhỏ, có thể chứa 4-5 đại gia tộc. Trong phòng tất cả được trang hoàng bằng gỗ thật, vừa vào là ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng, thấm vào ruột gan, vô cùng dễ chịu. Trúc Linh Linh rất thích phong cách gỗ thật, vì thế tất cả dụng cụ trong căn nhà này đều là gỗ thật. Mọi người vào trong tham quan, là trang viên Thanh Mai nên tất cả sự bày trí bên trong đều theo kiểu mẫu tối cao, không ai có thể chỉ ra bất cứ lỗi nào, vô cùng xa hoa. Giữa phòng khách phía sau sofa treo một tấm ảnh, đó là ảnh chụp chung hồi nhỏ của Tần Lâm và Trúc Linh Linh. Lúc hai người tầm 8-9 tuổi, Trúc Linh Linh khoác tay Tần Lâm, mắt híp lại, còn Tần Lâm thì đút hai tay vào túi quần ra vẻ cun ngầu. Trúc Linh Linh sững sờ khi đứng trước bức hình, cô cũng có bức ảnh này, hơn nữa thi thoảng lại lôi ra ngắm. Nhưng điều quan trọng là, bức ảnh này không phải photo ra rồi cho vào trong khung, mà nó được in trên mặt gỗ, rồi khảm nạm lên tường. Nếu như thuê trang viên này chắc phải mất nhiều tiền lắm nhỉ? Chỉ nền tường này thôi cũng phải tốn kha khá đấy nhi. Hơn nữa chủ nhân của trang viên này sao có thể cho phép đặt ảnh của người khác ở đây chứ? Đến lúc phải dỡ bỏ đi chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Điều quan trọng là chủ nhân của trang viên Thanh Mai sẽ cho thuê căn nhà xa hoa thế này để thu tiền lãi ư? Người có thể mua được căn nhà thế này còn thiếu tiền. Trúc Linh Linh mở to mắt, nhìn Tần Lâm với vẻ mặt không thể tin nổi. Anh Tiểu Lâm, lẽ nào anh thực sự mua trang viên Thanh Mai sao? Tần Lâm cười, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Cái này, không sai, Tần Lâm thực sự đã nói với Trúc Linh Linh rồi, hình như là nửa tháng trước, nhưng cô tưởng anh đùa nên không để ý lắm. Ai ngờ rằng Tần Lâm nói thật, Vương Vân mừng rỡ, không ngờ tên họ Tần này lại có thể ở trang viên Thanh Mai, cả đời bà ấy cũng chưa từng được ở căn nhà đắt tiền thế này. Lão Trang, thế nào, nhà em được không, có muốn tham quan phòng khác không? Mặt Trang Đại Niên tái mét lại, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Trước đây mua căn biệt thự có 20 triệu mà cũng khoe khoang với Vương Vân, kết quả cả nhà bà ấy lại chuyển vào trong trang viên Thanh Mai. Sự khác biệt giữa hai người thực sự quá lớn, không thể nào so sánh được. Nhìn thấy căn biệt thự cao cấp của người ta, cả nhà Trang Đại Niên thấy xấu hổ vô cùng. Ha ha, em Vương Vân em cứ bận đi, bọn anh có chút việc về trước đây. Cả nhà họ vội rời đi, đã bị người ta so sánh thành ra thế này rồi còn mặt mũi nào ở đây nữa chứ. Sau khi cả nhà họ Trang rời đi, Vương Vân nhìn căn biệt thự rồi hỏi. Tên họ Tân, cậu lấy đâu ra căn nhà này vậy? Trúc Linh Linh cũng muốn hỏi. Tần Lâm hỏi, nhà cũ của cháu bị phá bỏ nên được cho căn này. Điều Tần Lâm nói là sự thật, bởi vì căn nhà mà ông cha để lại phải dỡ bỏ, nên Hà Niệm Anh mới chọn nơi thế này để xây dựng trang viên cho Tần Lâm. Đương nhiên rồi người khác dỡ bỏ nhà và rời đi sẽ không được căn to thế này. Vương Vân nhíu mày lại, nhà cũ bị phá bỏ nên được cho căn này sao? Cậu tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à? Vương Vân nghĩ một lúc, Tần Lâm không thể mua căn nhà đắt thế này được, hơn nữa dựa vào địa vị bây giờ của nhà họ Tần thì cũng không thể có người tặng họ món đồ giá trị như thế này được. Chỉ có một cách lý giải duy nhất. Đây là sản vật do nhà họ Tần cậu để lại sao? Tần Lâm sững sờ một lúc, cũng có thể coi là như thế. Vương Vân cũng khá hài lòng với lời giải thích này. Dù gì năm đó nhà họ Tần cũng rất giàu có, là một gia tộc lớn vô cùng hưng thịnh, 10 năm trước luôn hưng thịnh, 10 năm trước luôn đứng đầu Đông Hải, có thể một tay cho trọ trời. Ba trong bốn gia tộc lớn cộng lại cũng không bằng một nhà họ Tần. Nếu như là 10 năm về trước, trang viên Thanh Mai chắc chắn là của nhà họ Tần. Bây giờ Tần Lâm có thể sở hữu trang viên Thanh Mai rất có khả năng liên quan đến nhà họ Tần. Có thể năm đó nhà họ Tần từng đầu tư nhà cửa, từ khi đó đã bắt đầu xây dựng trang viên này, 10 năm sau trang viên được xây xong, mặc dù nhà họ Tần không còn ai, nhưng vẫn còn Tần Lâm. Anh đương nhiên trở thành người thừa kế. Thằng oát này đúng là số đỏ, nhà họ Tần đã suy vong rồi mà vẫn còn để lại một căn nhà cho anh. Không được. Nhất định phải giành lấy căn nhà này cho nhà họ Trúc mới được. Tên họ Tần, nhà họ Trúc chúng tôi đối xử không tệ với cậu đúng không? Lúc cậu cơ nhớ, chúng tôi đã chăm sóc cậu,
bây giờ chia một phần của căn biệt thự này cho nhà họ Trúc chúng tôi chắc không thành vấn đề đúng không? Trúc Linh Linh cau mày, mẹ nói gì vậy? Chúng ta làm gì có tư cách phân chia nhà của anh Tiểu Lâm chứ? Vương Vân trừng mắt với cô, sao lại không có tư cách, nếu không phải nhà họ Trúc chúng ta bảo vệ cậu ta, lần này trở về cậu ta đã sớm bị ba gia tộc lớn xử lý rồi. Hơn nữa chuyện năm đó của nhà họ Tần ít nhiều cũng làm liên lụy đến chúng ta, bồi thường chút ít thì có làm sao chứ? Mẹ, sao mẹ lại thế này chứ? Trúc Linh Linh thực sự rất tức giận, bà Vương Vân này đúng là mặt dày. Lúc Tần Lâm không có tiền, bà ấy chỉ muốn đuổi người ra đi, phân chia ranh giới rõ ràng. Bây giờ có căn biệt thự này, bà ta bắt đầu kéo quan hệ, lại còn muốn phân chia nhà của người ta, bà ấy có tư cách gì chứ? Tần Lâm, căn nhà này cháu cho Linh Linh. Các người có được vào hay không là tùy em ấy. Có lời nói này Vương Vân cảm thấy yên tâm, Trúc Linh Linh là con gái ruột của bà ấy muốn chuyển vào ở, chẳng lẽ cô lại không cho? Đúng rồi, mẹ thích nhất trang viên Thanh Mai, bà cụ rất muốn được ở đây, mời mẹ đến đi. Trúc Dũng gật đầu, nếu mẹ nhìn thấy trang viên này chắc chắn sẽ rất vui. Ông cầm điện thoại gọi điện cho bà cụ. Phía bên nhà họ Trúc, bà cụ nghe xong lập tức sững sờ. Vội đứng dậy. Mau thay quần áo cho tôi, nhanh lên. Trúc Minh và Trúc Tam cô đều khó hiểu, mẹ, có chuyện gì mà vội thế? Cả nhà thằng hai chuyển nhà rồi, chúng ta đi xem. Trúc Minh cười khẩy, nhà họ chuyển nhà thì có gì đáng xem chứ, chắc chỉ là từ ổ chim chuyển đến ổ rơm thôi, cần mẹ phải đích thân đi xem sao? Bà cụ hừ lạnh lùng một tiếng, bọn họ chuyển đến trang viên Thanh Mai. Cái gì? Trúc Minh sững sờ. Sao bọn họ đột ngột chuyển đến trang viên Thanh Mai chứ? Trước đây chuyện trang viên Thanh Mai được xây dựng đã lan truyền khắp thành phố, cả cái đất Đông Hải dường như ai cũng biết có một dinh cơ cao cấp như thế, giống như khu danh Lam Thắng Cảnh vậy, chỉ đáng tiếc người lạ không vào được. Một dinh cơ lừng danh như thế lại là sản nghiệp của nhà Trúc Linh Linh sao? Mẹ, có khi nào Trúc Linh Linh dùng tiền của công ty để mua không? Bà cụ lắc đầu. Không thể tất cả tiền vốn lưu động của công ty chỉ có tầm 1, 200 triệu thôi, hoàn toàn không thể mua được trang viên Thanh Mai. Nếu như Trúc Linh Linh muốn dùng tiền vốn khác, chắc chắn sẽ gây ra vấn đề dây chuyền sản xuất, nhưng bây giờ công ty vẫn đang vận hành bình thường, chắc không phải. Hơn nữa bà cụ và Trúc Minh đều biết rõ, công ty không có địa vị nhất là của Trúc Linh Linh, làm nhiều việc nhất, lợi nhuận thấp nhất, dưới sự quản lý của bà cụ và Trúc Minh, Trúc Linh Linh không thể nào có cơ hội dùng công quỹ được. Vậy rốt cuộc là sao, bọn họ lấy đâu ra tiền để mua nhà chứ? Mẹ không biết, cứ đến xem đã rồi nói sau. Cả nhà bà cụ đều đi, thấy một xe bus đỗ ở trước cửa liền lên luôn. Trên xe chỉ có một mình tài xế, bà cụ hừ lạnh lùng một tiếng. Con Trúc Linh Linh mọc đủ lông dám không đến đón ta, hừ. Cả nhà họ khó chịu bực mình ngồi trên xe, sau đó xe bắt đầu xuất phát. Xe nhanh chóng đến chân núi Thanh Mai rồi vào trang viên Thanh Mai. Bà cụ rất kích động, đây là trang viên Thanh Mai trong truyền thuyết, là căn biệt thự cao cấp nhất Đông Hải, là sự tượng trưng của thân phận. Bà nội, bà đến rồi đám người Trúc Linh Linh ra nghênh đón. Bà cụ mặt hầm hầm, Trúc Linh Linh, cháu còn là cháu gái của nhà họ Trúc nữa không? Trúc Linh Linh sững sờ, vội nói, đương nhiên là phải rồi, sao bà lại nói thế chứ? Bà cụ hừ lạnh lùng, cháu nói thật cho bà biết, có phải cháu giấu quỹ đen đúng không? Đường thần số 2 của cháu rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền? Trúc Linh Linh bất lực, bà nội, tất cả lợi nhuận từ việc bán đường thần số 2 cháu đều đã giao nộp cho công ty rồi. Hơn nữa lúc đường thần số 2 vừa hot thì ba công ty nhà ta đã hợp lại, mọi người đều biết rõ tất cả lợi nhuận, cháu không hề có quỹ đen. Trúc Minh cười khẩy, ông ta nói, không có quỹ đen. Ai tin chứ? Nếu cô không có quỹ đen, sao có tiền mua biệt thự to thế này chứ? Trúc Linh Linh, cháu được đấy, chúng ta đều là người một nhà mà cháu lại dám mưu mô tính toán với bọn ta có đúng không? Cháu, Trúc Linh Linh ẩm ức, muốn giải thích. Bà cụ dậm cây quải trượng xuống đất rồi nói. Bỏ đi, bà cũng không tính toán nữa, trang viên này của cháu nộp cho dòng họ, do ta phân chia. Cháu yên tâm, nhiều phòng thế này, chắc chắn sẽ có phần của nhà cháu. Lão đại, lão tam. Hai đứa đi chọn phòng đi, chọn xong thì bảo mẹ. Dạ vâng ạ, Trúc Minh và Trúc Tam cô mừng rỡ, không ngờ rằng bọn họ có thể ở biệt thự xa hoa thế này, bọn họ vừa vào trong đã có căn phòng ưng ý, hào hứng đi chọn. Mẹ, con chọn căn này, có điều phong cách bày trí không được hiện đại cho lắm,
không cần cái bàn cà phê và ghế sofa này, ảnh trên tường phải đổi thành ảnh cưới của con, tủ lạnh cũng cũ kỹ quá rồi, ngày mai con bảo người chuyển đi hết. Mẹ, con cũng chọn xong rồi, con thích phong cách Bắc Âu, con chuẩn bị dỡ bỏ hết đồ đạc bên trong, sửa sang lại từ đầu, hoa trước cửa con cũng sẽ trồng lại. Ngoài Trúc Minh và Trúc Tam cô ra, những người khác cũng vui vẻ đi chọn phòng, chọn được phòng đã đành lại còn chỉ đông chỉ tây, chuẩn bị sửa sang lại. Sự bày trí này là nhà thiết kế hàng đầu thế giới do Hàn Niệm Anh mời về để thiết kế, nếu cứ để bọn họ sửa linh tinh, một trang viên đẹp đẽ sẽ biến thành mớ hỗn độn mất. Bà cụ cũng chẳng phản đối gì, chỉ vào căn đẹp nhất ở vị trí trung tâm rồi nói. Bà và ông nội sẽ ở tòa này. Vừa dứt lời bà cụ định bước vào trong. Mặt Trúc Linh Linh biến sắc, bởi vì đây là căn mà Tiểu Lâm dành cho cô, bây giờ bà nội lại muốn ở, cô cũng không tiện từ chối. Đột nhiên Tầm Lâm cười mỉa mai. Đợi đã, bà cụ sững sờ, dừng chân quay đầu lại nhìn, bà cau mày nhìn Tần Lâm từ đầu đến cuối. Sao, cậu có chuyện gì? Tần Lâm cười khẩy, bà vừa bước vào đã bắt đầu phân chia phòng rồi sao? Bà cụ cau mày, vẻ mặt có chút bực mình. Nói thừa, bấy lâu nay tôi luôn là chủ của nhà họ Trúc, không phải tôi chia phòng, chả lẽ để cậu chia? Cậu là người ngoài, có tư cách gì mà dí mũi vào chuyện này chứ? Tần Lâm nói, tôi cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện của nhà các người, tôi chỉ muốn nói với bà là bà không có tư cách ở đây. Vừa dứt lời, đám đông lập tức sững sờ. Trúc Minh trợn mắt, quát vào mặt Tần Lâm, tên họ Tần, cậu sắc sửa quá rồi đấy. Sao cậu dám nói với mẹ tôi như thế chứ? Chuyện của nhà họ Trúc chúng tôi đến lượt cậu chõ mồm vào sao? Trúc Tam cô cũng lạnh mặt bực mình nói, đây là nhà của Trúc Linh Linh, bây giờ giao nộp cho nhà họ Trúc chúng tôi rồi. Chúng tôi không có tư cách, chả nhẽ cậu có. Bà cụ dậm cây quải trượng xuống đất, hừ lạnh lùng. Tên họ Tần, đừng tưởng Trúc Linh Linh hứa với cậu là cậu có thể được ở đây, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì chuyện nhà họ Trúc vẫn do tôi quyết định. Tần Lâm cười nhạt, tôi cũng chẳng thèm quản chuyện nhà họ Trúc, nhưng nhà của tôi không đến lượt bà chỉ tay năm ngón. Tần Lâm nói xong, tất cả đều sững sờ. Nhà của cậu nói vớ vẩn cái gì vậy, đây là nhà của Trúc Linh Linh. Là tài sản của nhà họ Trúc. Trúc Linh Linh nói, bà nội, không phải là như thế, đây là nhà của anh Tiểu Lâm. Mặt bà cụ lập tức biến sắc, bà ấy cau mày lại. Là của cậu ta, rốt cuộc là sao? Vương Vân vội giải thích mẹ, đây là sản nghiệp mà nhà họ Tần để lại từ 10 năm trước, bây giờ mới xây xong. Lời giải thích của Vương Vân mặc dù không được đúng lắm, có điều Tần Lâm cũng không giải thích, cho dù nói thế nào đi nữa thì nhà này cũng là của anh. Nể mặt Trúc Linh Linh nên nhà họ Trúc mới được vào, nhưng đừng hòng làm loạn. Bà cụ nhìn Tần Lâm, cau mày lại nói, thực sự là vậy sao? Không sai, bà cụ nghĩ, cho dù là của nhà họ Tần các cậu, thì chắc tôi cũng có phần chứ. Trước đây hai nhà ta cũng qua lại nhiều với nhau, nhà họ Tần cậu sa sút, nếu không phải nhà họ Trúc tôi thu nhận cậu thì lúc này e rằng cậu đã chết thảm rồi. Nghe thấy vậy Tần Lâm liền bật cười. Người mặt dày đều có một đặc điểm chung đó là lúc nói chuyện không bao giờ đỏ mặt. Bà Âu Dương, năm đó nhà họ Tần tôi bị người ta hãm hại, ông cụ Trúc muốn đòi lại công lý cho nhà tôi, là bà tìm đủ mọi cách ngăn cản, không cho phép có bất cứ qua lại gì với nhà họ Tần chúng tôi, phải không? Tôi mất tích 10 năm, nhà họ Trúc các người biết rõ tôi vẫn chưa bị hại, 10 năm qua chú Trúc luôn tìm đủ mọi cách để nghe ngóng tin tức của tôi, cũng là bà ra lệnh ngăn cấm, đúng không? Sau khi tôi quay lại, cũng là bà đòi phân chia rạch ròi quan hệ với tôi, chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi muốn hỏi, bà có ân huệ gì với tôi? Nhà của họ Tần tôi, bà có tư cách ở sao? Lời nói của Tần Lâm vô cùng đanh thép sắc sảo, từ câu từng chữ như con dao đâm thẳng vào mặt bà cu. Cho dù mặt có dày thế nào chăng nữa thì cũng không thể chịu đựng được. Sắc sược, mặt bà cụ trở nên u ám, tên họ Tần, cậu nhớ kỹ những lời mình nói nhé. Cái căn nhà rách nát này, không ở thì thôi, chúng ta đi. Vừa đi được vài bước thì bà cụ quay đầu nhìn Trúc Linh Linh rồi nói. Trúc Linh Linh, nếu cháu còn là cháu gái của nhà họ Trúc thì sau này đừng có qua lại với tên họ Tần nữa, nghe rõ chưa? Trúc Linh Linh cúi đầu, cau mày lại. Lời nói vừa nãy của Tần Lâm vô cùng chính xác. Lúc người ta hưng thịnh thì dựa dẫm nịnh nọt, khi người ta sa sút rồi thì từ mặt, coi như không quen biết, đây khác gì với kẻ gió chiều này theo chiều ấy. Thấy Trúc Linh Linh cắn môi không nói gì, bà cụ trừng mắt. Trúc Linh Linh, lời bà nói cháu nghe thấy chưa? Trúc Linh Linh ngẩng đầu, nói với ánh mắt kiên định. Bà nội, thứ lỗi cho cháu không thể nghe mệnh lệnh của bà được.
Cháu, bà cụ tức giận đến mức tay run rẩy. Được, Trúc Linh Linh, cháu đúng là mọc đủ lông đủ cánh rồi. Được, bà cụ nói mấy chữ được liền, tức giận run rẩy cầm cây quải trượng, phẫn nộ rời khỏi Trạng Viên Thanh Mai. Đám người Trúc Minh đều lộ vẻ thất vọng, một trang viên tráng lệ như thế này mà bọn họ lại không có phần, đúng là đáng tiếc. Họ nghiến răng nghiến lợi nhìn Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh cô được lắm, vì một căn nhà rách nát mà dám chọc tức cả bà nội. Trúc Linh Linh nghiến răng, cũng không trả lời lại. Cô đương nhiên không phải vì căn nhà này, cũng không phải vì tiền. Cho dù thế nào Trúc Linh Linh cũng sẽ không vì lợi ích mà cắt đứt quan hệ với Tần Lâm, đây là giới hạn làm người của cô. Vương Vân định nói vài câu thì bà cụ cùng đám người Trúc Minh đã ra ngoài rồi. Bà ấy quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tần Lâm. Cậu hài lòng chưa, cứ đòi gây chuyện với mẹ, lần này thì tốt rồi, sau khi về quyền lợi trong công ty của Trúc Linh Linh chắc chắn sẽ suy yếu đi, nói không chừng họ sẽ lấy hết hạng mục của con bé, phải làm sao đây? Trúc Linh Linh thở dài, mặc kệ, dù sao con cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nói xong Trúc Linh Linh quay về phòng, bà cụ y trở về nhà, tức giận đập bàn, bà ấy vẫn chưa hết giận. Trúc Linh Linh đúng là điên rồi, chỉ là ở một căn nhà rách nát. Ấy vậy mà lời của mẹ nó cũng không thèm nghe, sau này nó muốn tạo phản sao? Bà cụ u ám mặt mày, vốn dĩ đang rất bực mình, lại được Trúc Minh và Trúc Tam cô ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, bà cụ lại càng tức giận hơn. Trúc Linh Linh, đúng là không biết điều, hủy bỏ quyền cổ đông của nó đi. Bà cụ nói xong, Trúc Minh lập tức vui vẻ. Cuối cùng cũng giận rồi, Trúc Linh Linh mấy ngày nay được đà lấn tới, đúng như dự đoán, bà cụ đã bị chọc giận. Trúc Minh làm bộ làm tịch nói, mẹ, đường thần số 2 dù sao cũng là do Trúc Linh Linh nghiên cứu phát triển ra, hủy tư cách cổ đông của nó, liệu nó có đồng ý không? Bà cụ lạnh lùng hừ một tiếng, nó không đồng ý thì làm gì được? Có thể kiện cáo mẹ sao? Đây là tai hại của mấy doanh nghiệp gia đình, đều là người một nhà, cho dù bà cụ hủy tư cách cổ đông của Trúc Linh Linh, cô ấy cũng không có cách nào khác, chẳng nhẽ kiện bà cụ ra tòa. Cả nhà kiện tụng nhau à? Cho dù bà cụ có trở cháo hơn, Trúc Linh Linh cũng không thể làm ra mấy việc trái với đạo lý. Trúc Minh vui vẻ, được, nếu đã vậy, thì con sẽ thông báo. Chẳng mấy chốc, tin tức Trúc Linh Linh bị hủy tư cách cổ đông đã được lan truyền khắp công ty. Vương Vân biết tin xong, mặt mũi tái nhợt. Tiêu rồi, mẹ thực sự nổi giận rồi, thế này thì phải làm thế nào đây, cổ quyền không còn, sau này tiền lợi nhuận cuối năm cũng không còn nữa. Nhà chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đường. Mặt Trúc Linh Linh cũng không vui vẻ gì, biết bà nội sẽ ra tay, chỉ là không ngỡ bà ra tay độc ác đến thế. Bây giờ sản phẩm quan trọng nhất công ty của bọn họ là đường thần số 2, nó là do Trúc Linh Linh nghiên cứu phát triển ra, bọn họ lại không biết xấu hổ mà đi hủy bỏ tư cách cổ đông của cô. Nếu như bây giờ Trúc Linh Linh kiện ra tòa, thì cô thắng chắc. Nhưng bọn họ hiểu rõ Trúc Linh Linh, cô sẽ không kiện bà nội mình ra tòa. Trong mấy doanh nghiệp gia đình, quan trọng nhất vẫn là tuân theo gia quy, sau đó mới là pháp luật. Vương Vân hung ác trừng mắt nhìn Tần Lâm. Bây giờ cậu hài lòng chưa? Hôm qua chắc cậu vui lắm, dám mắng cả bà cụ, bây giờ thì hay rồi, tư cách cổ đông của Linh Linh bị hủy rồi. Tần Lâm lạnh lùng nói, yên tâm đi, y dược Trúc thị không có cô ấy, sẽ không trụ nổi một tuần. Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng, đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa, chuyện trên thương trường. Cậu biết gì mà nói. Trúc Linh Linh lắc đầu, mẹ đừng làm ồn nữa, bây giờ con cần nghỉ ngơi. Nói xong, Trúc Linh Linh đi ra khỏi nhà, đi dạo quanh Trang Viên Thanh Mai. Phong cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ, hiếm có thời gian thư giãn như vậy. Ngồi cạnh hồ nhìn đàn cá bơi tới bơi lui, Trúc Linh Linh cảm thấy rất thư thái. Tần Lâm ngồi bên cạnh cô ấy, nói. Linh Linh, em có tin anh không? Trúc Linh Linh nói, anh Tiểu Lâm, em đương nhiên tin anh. Em yên tâm, chưa đến 3 ngày sau, bọn họ sẽ đến cầu xin em. Trúc Linh Linh hơi sững người, lời của Tần Lâm không giống như đang nói đùa, nhớ trước đây, mỗi lời Tần Lâm nói đều rất khoa trương, lúc ấy cô ấy đều cho rằng anh đang đùa. Bao gồm cả Trang Viên này. Nhưng sự thật đã chứng minh, toàn bộ lời Tần Lâm nói đều là sự thật, từ trước đến nay anh không hề chém gió. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Trúc Linh Linh nhìn anh, nói, em tin anh. Nói xong, đầu Trúc Linh Linh nghẹo sang, khẽ đặt lên vai của Tần Lâm. Mùi hương trên cơ thể Trúc Linh Linh tràn ngập, tựa như bao lấy Tần Lâm vậy.
Tim hai người đập rất nhanh, mặc dù chỉ mới tiếp xúc thân mật đôi chút, nhưng đã đủ để gò má Trúc Linh Linh ửng hồng. Nhà họ Trúc ở bên này, sau khi tuyên bố hủy bỏ thân phận cổ đông của Trúc Linh Linh, hạ cô ấy xuống làm phó giám đốc. Mọi người trong công ty đều vô cùng bàng hoàng, rất nhiều người đều do Trúc Linh Linh cất nhắc đưa lên, bây giờ Trúc Linh Linh lại không được gia tộc trọng dụng nữa, bọn họ cũng sợ mình bị liên lụy. Hôm nay, toàn bộ các hạng mục hợp tác với tập đoàn Hiên Viên đều được giao cho Trúc Minh, ông ta đã trở thành người số 2 trong công ty. Trúc Minh vui vẻ vô cùng, còn đặc biệt hẹn gặp cô Vương Nhị, phó chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên, chuẩn bị đàm phán về hạng mục về sau. Từ trước đến nay, hợp tác giữa Y Dược Trúc Thị và tập đoàn Hiên Viên đều rất thuận lợi, tập đoàn Hiên Viên không hổ là công ty lớn, làm việc gì cũng nhanh, giao tiền cũng rất hào phóng, vậy nên Trúc Minh cảm thấy lần này cũng không thành vấn đề. Có điều, bà cụ vẫn hơi lo lắng, dù sao đường thần số 2 này cũng là sản phẩm của Trúc Linh Linh, đột nhiên đổi người, có thể người ta sẽ không đồng ý, vậy nên lần đàm phán này, đích thân bà cụ ra tay. Trong văn phòng của Y Dược Trúc Thị, bà cụ và Trúc Minh đang ngồi trong phòng họp đợi khách rén. Chẳng mấy chốc, Vương Nhị đem theo trợ lý thư ký đi vào phòng họp. Hai người vội vàng đứng dậy nói, xin chào Phó Chủ tịch Vương, tôi là Phó Chủ tịch của Y Dược Trúc Thị, tôi tên là Trúc Minh. Đây là chủ tịch Âu Dương Diễm Diễm, là mẹ tôi. Vương Nhị sững sờ, gật đầu coi như chào hỏi. Tổng giám đốc Trúc Trúc Linh Linh đâu? Bà cụ nói, Phó Chủ tịch Vương, là như thế này, tuổi của Linh Linh còn nhỏ, gia tộc của chúng tôi cảm thấy nó không có khả năng nhận chức Phó Chủ tịch nên hủy tư cách cổ đông của nó, sau này vấn đề hợp tác với quý công ty sẽ do Trúc Minh xử lý. Trúc Minh mỉm cười gật đầu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Nhị nhíu mày nói, hủy tư cách cổ đông của Trúc Linh Linh. Mấy người nói đùa à? Bà cụ cười nói, tôi không đùa, đây là chuyện của gia tộc chúng tôi, Phó Chủ tịch Vương không cần quan tâm. Đúng, Trúc Linh Linh không có khả năng đại diện cho nhà họ Trúc chúng tôi, nó vốn không có năng lực, cũng không có địa vị trong gia tộc, để hợp tác với quý công ty thì chúng tôi cũng phải tỏ chút thành ý. Hừ, Vương Nhi lập tức đập bàn đứng dậy, vẻ mặt không vui. Từ trước đến nay, chúng tôi đều hợp tác với Trúc Linh Linh, bao gồm cả sản phẩm đường thần số 2, khi ký hợp đồng cũng là Trúc Linh Linh ký. Bây giờ công ty của mấy người lại đổi người đột ngột thế, là hành vi vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ kiện mấy người sẽ phải đền bù ít nhất 500 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Toàn bộ khoản đầu tư của tháng này sẽ bị thu hồi, hy vọng mấy người chuẩn bị tốt. Nói xong, Vương Nhị liền tức giận đùng đùng đẩy cửa rời đi. Mấy giây sau, mọi người mới phản ứng lại. Phó Chủ tịch Vương, Phó Chủ tịch Vương, Trúc Minh và bà cụ đuổi theo sau, Vương Nhị đã đi lâu rồi. Mặt bà cụ tái đi, chuyện gì thế này, vừa nãy cô ta nói cái gì? Nói chúng ta vi phạm hợp đồng, đòi kiện chúng ta. Sắc mặt Trúc Minh càng khó coi hơn. Đúng vậy ạ, cô ta nói chúng ta phải bồi thường 500 triệu tiền vi phạm. Hai mắt bà cụ tối sầm, loạng choạng suýt ngất. Mẹ, Trúc Minh vội vàng đỡ bà cụ lên. Mẹ không sao chú. Bà cụ nhíu mày, sao có chuyện này rốt cuộc giải quyết như nào đây, đang hợp tác tốt đẹp, sao tự nhiên lại trở nên thế này. Bà cụ thực sự không hiểu nổi, Trúc Linh Linh chẳng qua chỉ là một người không quan trọng mà thôi, bà cụ Âu Dương đích thân ra mặt, chẳng nhẽ còn không bằng Trúc Linh Linh sao. Không được, Trúc Minh, con mau tìm người hỏi xem chuyện này rốt cuộc là sao, thái độ của Phó Chủ tịch Vương sao đột nhiên thay đổi như vậy, rốt cuộc là sao. Bà cụ mới gặp Phó Chủ tịch Vương được vài lần, cũng không hiểu lắm về người trẻ, nhưng bà biết, Vương Nhị rất có địa vị ở tập đoàn Hiên Viên, những Phó Chủ tịch khác đều không có quyền bằng cô ấy. Trẻ tuổi như vậy mà đã một tay che trời ở công ty, lời cô ấy nói nhất định không phải trò đùa. Trúc Minh cũng không ngờ, Vương Nhị lại phản ứng như vậy, vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho mấy người bạn. Alo, tôi là Trúc Minh đây, anh có quan hệ với nhân viên cấp cao của tập đoàn Hiên Viên không? Anh giúp tôi nghe ngóng chuyện này. Trúc Minh vội vàng liên lạc với mấy người bạn tốt, chuyện này nhất định phải hỏi thăm từ nhiều phía. Lúc này, tại tập đoàn Hiên Viên, lúc trưa, Vương Nhị đang ăn cơm. Trong công ty, Vương Nhị không có nhiều bạn, lúc đầu cô ấy làm ở bộ phận chất lượng, đồng nghiệp đều không quan tâm đến cô ấy, chẳng có ai chịu làm bạn cô ấy, ngoại trừ Tần Lâm. Vậy nên bình thường khi ăn cơm, cô ấy toàn ăn một mình. Khi đang ăn thì một nữ đồng nghiệp đi đến. Phó Chủ tịch Vương, hôm nay thức ăn cũng được nhỉ, cô có thích ăn không? Vương Nhị mỉm cười, cũng được, tay nghề của đầu bếp nhà ăn không tồi.
Nữ đồng nghiệp cũng ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Nhị mặc dù là phó chủ tịch nhưng ngày thường trong lúc làm việc cũng không tỏ vẻ mà vô cùng khiêm tốn. Nói chuyện một lúc, nữ đồng nghiệp đột nhiên nói. Dạo này sản phẩm đường thần số 2 mà chúng ta làm đại lý nổi phết nhỉ, nhà họ Trúc giỏi thật. Vương Nhị bĩu môi, nhà họ Trúc thì có gì giỏi giang, không có mắt, không biết điều. Nữ đồng nghiệp chớp mắt, vội vàng nhân cơ hội hỏi tiếp. Ồ, sao cô lại nói vậy? Vương Nhị nói, đến bây giờ mà bọn họ vẫn không hiểu, chúng ta hợp tác với nhà họ Trúc là vì nể mặt Trúc Linh Linh, bọn họ dám hủy tư cách cổ đông của Trúc Linh Linh thì đúng là tự xông vào chỗ chết. Nữ đồng nghiệp cũng cười ha ha, hùa theo vài câu. Ăn cơm xong, cô ta nói chuyện này cho Trúc Minh biết. Trúc Minh nghe xong, mặt mày tái xanh, há miệng khiếp sợ. Bà cụ nhíu mày, sao vậy? Mau nói đi, Trúc Minh thở dài một hơi, kể lời Vương Nhị cho bà cụ nghe. Bà cụ trợn tròn mắt, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, Trúc Linh Linh này quan trọng đến thế sao? Mẹ, hay là chúng ta lại khôi phục thân phận cổ đông của Trúc Linh Linh? Bà cụ lắc đầu, không được, con nhãi này bây giờ đã không coi chúng ta ra gì rồi, lần này nếu tiếp tục dung túng nó, e rằng cái nhà này không chứa nổi nó nữa. Tập đoàn Hiên Viên cứ để vậy đã, lần này phải để nó nhớ lâu một chút. Hủy luôn chức vụ phó giám đốc của nó đi, hạ nó xuống làm nhân viên bình thường. Lúc trước ở trang viên Thanh Mai, Trúc Linh Linh không nghe lời bà cụ, chuyện này khiến bà vẫn canh cánh trong lòng, lần này nhất định phải dạy cho Trúc Linh Linh một bài học, nếu không cô ấy sẽ nghĩ rằng cái nhà này không có cô ấy thì không sống nổi. Chẳng mấy chốc, tin này cũng được lan ra. Trúc Linh Linh biết tin xong, vô cùng kinh ngạc, từ cổ đông hạ thành phó giám đốc, lại từ phó giám đốc hạ thành nhân viên bình thường. Bà nội lần này thực sự tức giận rồi. Trúc Linh Linh vô cùng bực bội. Bây giờ sản phẩm bán chạy nhất của y dược Trúc Thị là đường thần số 2, đường thần số 2 này là do Trúc Linh Linh nghiên cứu phát triển, từ sản xuất đến tiêu thụ, đều do cô ấy tự tay làm, từng bước mở rộng thị trường, đánh bại rất nhiều sản phẩm khác trên thị trường. Kết quả, bây giờ công thần lớn nhất của công ty lại trở thành một nhân viên bình thường. Trúc Linh Linh cho dù rất tốt tính thì bây giờ cũng vô cùng tức giận. Tần Lâm biết tin, mặt lạnh đi, có vẻ như thủ đoạn xử lý bọn họ vẫn còn nhẹ quá. Vốn cho rằng bà cụ sẽ biết điều mà dừng lại, ai ngờ lại còn tệ hơn, nếu đã vậy, anh cũng không cần khách khí nữa. Mấy ngày nay, mỗi ngày bà cụ đều đến công ty, đích thân chủ trì công việc, tập đoàn Hiên Viên tạm thời không thể kiện bọn họ, ngược lại Trúc Linh Linh cũng không bị đuổi việc, chỉ bị giáng chức xuống nhân viên bình thường. Chỉ có điều Trúc Linh Linh không biết điều, bị giáng chức xong liền xin nghỉ việc, việc này cũng đúng ý của bà cụ. Ở nhà tự kiểm điểm bản thân, hôm nay... Bà cụ đang mở cuộc họp ở công ty, đột nhiên có mấy người mặc Âu phục đen, thắt cà vạt, trên ngực có huy hiệu, bên trên viết bất động sản Hà Thị xông vào. Mấy người là, cuộc họp bị quấy rầy, bà cụ vô cùng khó chịu, nhưng đây là người của bất động sản Hà Thị, bà cũng không dám dây vào. Xin chào, tôi là giám đốc bộ phận quản lý tài sản của bất động sản Hà Thị, tôi đến để thu phí quản lý tài sản. Bà cụ sững sờ, lúc trước bất động sản Hà Thị đâu có thu phí quản lý tài sản. Sao hôm nay lại đột nhiên đến thu? Có điều thu cũng là chuyện bình thường, bà cụ cũng chẳng có gì phàn nàn. Được, vậy tổng cộng bao nhiêu tiền? Thu trước 10 năm phí quản lý tài sản, tổng cộng 35 triệu. Cái gì cơ, bà cụ lập tức tái mặt. 35 triệu, tòa nhà này chỉ có giá 30 triệu, mà phí quản lý tài sản lại đắt thế á. Giám đốc bộ phận quản lý tài sản lấy ra một bản photo hợp đồng đặt trước mặt bà cụ, nói. Mấy người xem kỹ đi. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, thu trước 10 năm phí quản lý tài sản, tôi không đòi thêm đồng nào. Còn về mấy người mua tòa nhà hết bao nhiêu tiền, chuyện như thế nào, trong lòng mấy người chưa tính qua à? Tòa nhà thương mại này nếu như không vì nể mặt Trúc Linh Linh, thì đừng bảo 30 triệu, cho dù có là 100 triệu thì mấy người cũng không mua được. Bà cụ không biết điều như vậy, thì chỉ có thể giải quyết như này thôi. Mặt bà cụ cứng nhắc, đứng trước mặt biết bao quản lý cấp cao như vậy. Bà Lâm vào thế bí. 35 triệu chứ gì, mấy người cho tôi vài ngày, tôi sẽ đủ. Giám đốc bộ phận quản lý tài sản không hề nề nang, xin lỗi, trên hợp đồng đã viết rõ ngày tháng hạn chót giao tiền, nếu mấy người không đưa ngay thì chúng tôi phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, đuổi mấy người ra ngoài. Lời vừa dứt, mắt bà cụ tối sầm, chân loạng choạng, ngồi xuống ghế. Đuổi, nghiêm trọng đến mức này sao? 35 triệu. Bà cụ móc đâu ra số tiền lớn như vậy?
Vốn lưu động bình thường của công ty chỉ có khoảng 10 triệu, chỗ vốn còn lại đều được dùng để sản xuất rồi. Trên hợp đồng viết phí quản lý tài sản cao như vậy, theo dịch vụ của bất động sản Hà Thị mà nói, phí quản lý tài sản này cũng không tính là đắt. Dù sao cũng là tòa nhà thương mại tốt nhất thành phố, phí quản lý tài sản đắt một chút cũng không kỳ lạ. Nhưng lúc trước bọn họ không hề thu, bà cụ vẫn cho rằng phí quản lý tài sản là miễn phí, không ngờ bây giờ lại đến tận cửa, giờ phải xử lý thế nào đây? Đương nhiên, khi Trúc Linh Linh ở đây, phí quản lý tài sản sẽ được miễn trừ, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Thưa bà, mời bà nộp phí quản lý tài sản, nếu không mời bà rời khỏi tòa nhà. Bà cụ nghiến rằng, chúng tôi không đi đấy, mấy người làm được gì? Giám đốc bộ phận quản lý tài sản lạnh lùng cười một tiếng, nếu đã vậy, thì đắc tội rồi, ra tay. Lời vừa dứt, mấy thanh niên cao to vạm vỡ đứng sau xông lên, hai người giữ lấy tay bà cụ, lôi ra đi ra. Sắc mặt Trúc Minh thay đổi, mấy người làm gì vậy, thả mẹ tôi rét. Trúc Minh xông lên đánh nhau với mấy người kia, có điều một kẻ vô tích sự như ông ta thì đọ sao được với mấy cậu thanh niên trai tráng, chưa đến mấy giây đã bị đánh ngã, mang đi. Mấy nhân viên khác thấy vậy, không ai dám phản kháng, bà chủ bị mang đi như vậy, bọn họ chỉ có thể rời khỏi tòa nhà trước. Mang Trúc Minh và bà cụ ra khỏi tòa nhà, không khách khí mà vứt xuống đường cái. Hai người ngã trên đường, đau đến nhe răng toét miệng. Trúc Minh vẫn còn ổn, dù sao vẫn còn trẻ, chút này đã là gì. Nhưng bà cụ già rồi, bị ném như vậy, thì cả người như bị tháo ra vậy, kêu đau mãi mà không đứng dậy được. Mấy nhân viên lại gần giúp đỡ mới đỡ được bà dậy. Sắc mặt bà cụ vô cùng khó coi, đường đường là CEO của Y Dược Trúc Thị, mà bị người khác ném ra khỏi văn phòng của mình. Cảnh này bị nhiều người nhìn thấy, dù sao cũng là nơi phồn hoa trung tâm thành phố, rất nhiều người đều đang chụp ảnh quay phim, chắc ngày mai Y Dược Trúc Thị sẽ lên báo, trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai bà cụ chịu nhục như vậy, lần thứ nhất là khi mua nhà bị bảo vệ của bất động sản Hà Thị giữ lại. Lần này, lại là bất động sản Hà Thị vứt bọn họ ra khỏi tòa nhà. Hết lần này đến lần khác mà không dám động vào bất động sản Hà Thị, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhân viên cũng ra khỏi tòa nhà, đỡ bà cụ dậy, đợi bà giải thích chuyện này rốt cuộc là sao. Bà cụ nghiến răng, về công ty cũ trước đã. Tòa nhà cũ của công ty còn chưa bán. Không ngờ lúc này lại phải dùng đến. Sau khi đến nơi, mọi người đều tìm chỗ ngồi tạm, có điều dù sao cũng là ba công ty hợp nhất, công ty cũ này vô cùng chật chội, rất nhiều người còn chẳng có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Hơn nữa bên trong văn phòng toàn bụi đất, bàn đều bị chuyển đi hết, cũng không có máy tính, ngay cả bàn phòng họp cũng vô cùng cũ nát. Trước đây bà cụ vẫn cảm thấy tòa nhà văn phòng này còn tốt, nhưng dùng quen tòa nhà mới rồi, bây giờ nhìn chỗ này chỉ thấy rác rưởi. Mọi người đừng hoảng, chuyện này nhất định sẽ có cách giải quyết, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bà cụ cổ tỏ ra bình tĩnh, phải ổn định lòng dân đã rồi mới có thể tính tiếp. Đổi về văn phòng cũ xong, mọi người đều không có cách nào làm việc tiếp, chỉ có thể tự mình dùng điện thoại, để giải quyết công việc. Mặc dù có hơi trắc trở nhưng vẫn có thể coi là đã ổn định lại cục diện. Bà cụ có chút không chịu nổi, mong là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Khi bà cụ vừa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có một vài người mặc đồng phục đi đến. Bà cụ như chim sợ cành cong, sợ mấy người mặc đồng phục. Mấy người là... Tôi là nhân viên công tác của Ngân hàng Đông Hải, mấy người có dính líu đến hành vi vi phạm quy định, bây giờ ngân hàng chúng tôi thông báo cho mấy người, mau thanh toán khoản vay, nếu trong 3 ngày mấy người không trả 50 triệu thì chúng tôi sẽ cưỡng chế thu mua tòa nhà thương mại ở đường Hồng Kỳ của mấy người, đây là đơn thông báo. Đưa cho bà cụ đơn thông báo xong, nhân viên công tác của ngân hàng liền rời đi. Bởi vì mọi người vừa bị giám đốc bộ phận quản lý tài sản đuổi đi, ngân hàng xử bọn họ vi phạm hợp đồng là chuyện rất bình thường. Khoản vay hơn 50 triệu, trong 3 ngày phải trả sạch, mắt bà cụ tối sầm, ngất đi. Mẹ, mẹ, mau gọi xe cấp cứu. Trong một ngày Y Dược Trúc Thị sụp đổ tan rã, loạn thành một nồi cám, tất cả nhân viên đều nghỉ, công xưởng phải dừng làm việc. Nếu như tiếp tục, các bên công ty hợp tác e rằng sẽ chạy mất, hơn nữa còn truy cứu bọn họ chuyện vi phạm hợp đồng. Thứ mà Y Dược Trúc Thị phải đối mặt chỉ có phá sản. Bà cụ nằm trong bệnh viện, mở mắt,
đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn trần nhà. Mẹ, mẹ khỏe hơn chút nào chưa ạ? Bà lắc đầu, uể oải nói. Gọi Trúc Linh Linh đến đây. Bà thấy, nếu như Trúc Linh Linh vẫn còn ở đây tất cả chuyện này sẽ không xảy ra. Một chuỗi phản ứng dây chuyền này, nguyên nhân cơ bản nhất chính là tư cách cổ đông của Trúc Linh Linh bị hủy. Trúc Minh thở dài một hơi, mẹ chờ con một chút, con gọi nó đến giải quyết. Nói xong, Trúc Minh đi ra ngoài phòng bệnh, rút điện thoại ra gọi cho Trúc Linh Linh. Alo, Trúc Linh Linh, cô bị sao vậy? Công ty xảy ra chuyện lớn như thế, cô còn giả như không biết à? Trúc Minh vừa gọi tới đã dùng giọng điệu chất phán. Trúc Linh Linh nói, sao vậy, tôi chẳng biết gì cả. Mấy ngày nay Trúc Linh Linh xin nghỉ, vẫn luôn nghỉ ngơi ở trang viên Thanh Mai, chẳng biết gì chuyện ngoài kia. Trúc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, cô bớt giả bộ đi, tất cả chuyện này đều do cô ban tặng, cô lại còn không biết. Nói cho cô biết, mau về công ty giải quyết mọi chuyện, không thì cô biết tay. Nói xong, Trúc Minh liền cúp máy. Trúc Linh Linh ở bên kia cũng tức giận, hơn nữa còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, cầm điện thoại của Trúc Linh Linh nói. Cái loại người này, không cần để ý, cúp máy đi. Nói xong, anh liền cúp máy của Trúc Linh Linh, hai người tiếp tục câu cá bên hồ. Trúc Minh về phòng bệnh, bà cụ nhìn ông ta, sao rồi? Trúc Minh nói, mẹ yên tâm, con đã nói với Trúc Linh Linh, bắt nó giải quyết mọi chuyện rồi. Bà cụ há miệng, muốn nói gì đó nhưng đến cùng vẫn không nói ra được. Thực ra bà nghĩ, nếu thái độ của Trúc Linh Linh mà tốt hơn, năng lực của con nhãi này sẽ vi vượt qua tưởng tượng của họ. Đến tối, mọi chuyện vẫn không có bất kỳ tiến triển gì, năm công ty hợp tác đã gọi điện đến yêu cầu hủy hợp đồng. Y Dược Trúc Thị xảy ra chuyện lớn, các công ty hợp tác cùng đương nhiên cũng phải tìm cách bảo vệ mình. Bà cụ để tránh phiền lòng, liền tắt điện thoại. Trong phòng bệnh, bật tivi lên liền nhìn thấy tin tức. Thời sự đưa tin, sáng hôm nay, công ty Y Dược Trúc Thị nổi tiếng của thành phố đã xảy ra chuyện lớn. Chủ tịch của công ty bà Âu Dương Diễm Diễm bị bộ phận quản lý tài sản của tòa nhà đuổi ra ngoài, bao gồm cả các quản lý cấp cao, tất cả nhân viên của công ty đều bị đuổi ra. Có vẻ công ty đang nợ khoản phí quản lý tài sản, tình hình cụ thể thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và đưa tin. Bà cụ nằm trên giường bệnh, nhìn thấy cảnh mình bị đuổi ra trên TV, lập tức nổi giận ngất đi. Trúc Minh tức giận, lấy điện thoại ra gọi cho Trúc Linh Linh, kết quả máy bận. Lại gọi cho Trúc Dũng. Lão nhị, nhà mấy người rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, bảo Trúc Linh Linh xử lý mà vất vả thế à? Chẳng nhẽ mấy người muốn mẹ tức chết sao? Trúc Dũng bật loa ngoài, lúc nãy ông ấy cũng nhìn thấy cảnh mẹ mình bị vứt ra ngoài trên thời sự, không ngờ chỉ trong một ngày mà xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Biết tin này, phản ứng đầu tiên của Trúc Linh Linh là nhìn Tần Lâm. Lúc trước Tần Lâm đã từng nói, phải tin tưởng anh, chẳng nhẽ là do anh làm. Có điều chẳng mấy chốc cô ấy đã lắc đầu, anh Tiểu Lâm làm sao có thể sai khiến được người của bất động sản Hà Thị, cái này chắc là trùng hợp thôi. Bác cả, rốt cuộc là có chuyện gì, bây giờ tôi phải giúp cái gì? Trúc Minh ra lệnh trong điện thoại, bây giờ cô phải mau chóng cầu xin bất động sản Hà Thị. Trong vòng 2 ngày, nếu không có kết quả gì thì đừng có về cái nhà này nữa. Trúc Linh Linh vừa định nói thì Tần Lâm đã cầm lấy điện thoại, lạnh lùng nói. Về sau khách khí với Trúc Linh Linh một chút, chuyện của mấy người tự đi mà giải quyết. Nói xong, Tần Lâm lại cúp máy. Chú Trúc, tạm thời đừng nhận điện thoại của bọn họ. Trúc Linh Linh lo lắng, anh Tiểu Lâm, làm như này có ổn không? Bà nội đã nằm trong phòng bệnh rồi, nếu như không giúp. Vương Vân đi ra trừng mắt nhìn Tần Lâm. Tần Lâm, cậu làm cái gì vậy? Trúc Linh Linh vừa bị giáng chức, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội để thể hiện. Còn không mau giúp đỡ. Cậu ở đây chỉ huy cái gì? Tần Lâm không quan tâm đến Vương Vân, nhìn Trúc Linh Linh nói. Nếu như em coi nhẹ việc đó thì cứ giúp đi, về sau bọn họ vẫn sẽ chẳng coi em ra gì đâu, lần này, nhất định phải dạy cho họ một bài học để bọn họ nhớ kỹ. Trúc Linh Linh mím môi, cảm thấy lời Tần Lâm nói rất đúng. Được, em nghe anh. Vương Vân trợn mắt, Trúc Linh Linh, con điên rồi, sao con lại nghe cậu ta biết cái gì chứ? Bây giờ nếu con không mau đi làm, mấy ngày nữa tổn thất thêm thì biết xử lý thế nào. Lý Tần Lâm nhíu mày, nếu cô không chịu ngồi yên thì có thể đi ra, đừng ở đây càm ràm. Cậu, Vương Vân tức đến mức thở hổn hển, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm, sau đó quay người đi về phòng. Anh xem xem, chẳng phải chỉ là cái nhà rách thôi sao,
bây giờ còn dám nói em như thế, rõ ràng không coi em ra gì. Trúc Dũng bất đắc dĩ lắc đầu, em bớt nói vài câu đi. Em bớt nói cái gì? Nếu như không có chúng ta giúp đỡ, tên họ Tần kia đã chết lâu rồi, có thể được thừa kế cái trang viên này sao? Cái nhà này chúng ta vốn cũng có phần, không ai có thể đuổi em đi. Ngày thứ hai, sau khi bà cụ tỉnh lại, hai y tá đi đến nói. Người nhà bệnh nhân, mời nộp viện phí. Trúc Minh rút thẻ ngân hàng ra, đưa qua, nhưng chẳng mấy chốc y tá đã quay lại. Người nhà bệnh nhân, chúng tôi không quẹt được thẻ của ông. Hả, để tôi đi xem. Trúc Minh thấy khó hiểu, sao thẻ lại không quẹt được. Đến nơi nộp viện phí của bệnh viện, quẹt mấy lần nhưng vẫn không phản ứng gì, đằng sau có biết bao người đang xếp hàng, Trúc Minh cũng không có cách nào. Đổi thẻ khác, phát hiện ra vẫn không sử dụng được. Trúc Minh có chút hoảng rồi, vội vã gọi điện thoại cho ngân hàng. Alo, thẻ ngân hàng của tôi sao tự nhiên không quẹt được? Xin chào ông Trúc, bởi vì hành vi thương mại gần đây của ông nên ngân hàng đã quyết định tạm thời đóng băng thẻ ngân hàng của ông, cả thẻ ngân hàng lẫn tiền của ông đều tạm thời không sử dụng được. Cái gì, mấy người dựa vào đâu mà đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi là khách hàng VIP, mấy người làm như vậy với tôi không sợ tôi. Alo, ngân hàng dám cúp máy trước Trúc Minh, điều này khiến ông ta lập tức hoảng loạn. Ông ta vội vàng về phòng bệnh, mẹ, thẻ ngân hàng của mẹ đâu rồi ạ? Thẻ con có vấn đề, để con dùng thẻ của mẹ. Lấy thẻ ngân hàng của bà cụ ra, lại quẹt thêm lần nữa phát hiện ra vẫn như vậy. Trúc Minh mặt xám như cho, tiêu rồi, lần này thực sự tiêu rồi. Y tá bắt đầu mất kiên nhẫn, người này thử đi thử lại mấy lần, rốt cuộc đã xong chưa vậy? Thưa ông, nếu như ông không nộp viện phí, thì chúng tôi chỉ có thể làm thủ tục xuất viện. Trúc Minh trợn mắt, làm thủ tục xuất hiện gì chứ? Không thấy bệnh của mẹ tôi vẫn chưa khỏi hẳn sao? Bệnh viện của mấy người làm ăn kiểu gì vậy, đuổi người bệnh ra ngoài? Mấy người biết chúng tôi là ai không? Có tin chúng tôi tìm người xử lý mấy người không? Trúc Minh cũng sốt ruột, nổi giận đùng đùng. Y tá nghe xong, sắc mặt thay đổi, vội vã bỏ chạy. Một lúc sau, y tá trưởng đem theo mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện đi đến, mặt mày u ám. Người kia là người lúc nãy nói muốn xử lý y tá bọn tôi. Nhìn thấy mấy người bảo vệ cầm theo dùi cui điện, Trúc Minh sợ hãi. Lúc nãy, tôi chỉ nói bừa thôi. Hừ, nói bừa, thế nộp viện phí thì sao? Không nộp thì mời mấy người lập tức xuất viện, nếu không chúng tôi sẽ thi hành biện pháp cưỡng chế. Tôi, mặt Trúc Minh đen như gan heo, về phòng bệnh vội vàng gọi cho Trúc Tam cô. Em ba, em chuyển cho anh ít tiền để anh đóng viện phí cho mẹ. Anh cả, tài khoản của em bị đóng băng rồi, ngay cả Zalo Pay cũng bị khóa rồi, bây giờ em không còn đồng nào cả. Mẹ kiếp, Trúc Minh tức đến mức ném điện thoại, đây là chuyện gì chứ? Bà cụ mở to mắt, bất lực nói, sao vậy? Mẹ, tài khoản của chúng ta đều bị đóng băng rồi, bây giờ chúng ta không có tiền, có lẽ phải xuất viện xóm. Bà cụ nhắm mắt, tỏ ra mặc kệ, xuất viện đi. Đi đến trang viên Thanh Mai. Trúc Minh sững sờ, mẹ, đến trang viên Thanh Mai làm gì? Đi tìm nó, bà vốn không có bệnh, chỉ vì gần đây bị cưỡng chế thi hành, mấy lần nên nổi giận, xuất viện vẫn có thể đi lại bình thường. Cả nhà lên xe, lái đến trang viên Thanh Mai. Sau khi vào khu vực của trang viên, lập tức bị bảo vệ chặn lại. Đây là khu vực tư nhân, không được đi vào. Trúc Minh nói, chúng tôi đến thăm người thân, người sống bên trong này là cháu gái tôi. Bảo vệ lạnh lùng, xin lỗi, chúng tôi không nhận được thông báo đón khách, không thể cho mấy người vào. Cái này, bọn họ gọi mấy cuộc điện thoại không được, cũng không lái xe vào được, làm sao bây giờ? Bảo vệ nói, không thể lái xe vào, nhưng mấy người có thể đi bộ vào gõ cửa. Bà cụ thở dài một hơi, xuống xe, đi bộ vào trong. Chẳng trách lúc trước Tần Lâm đưa bọn họ đến chỉ có thể dùng xe bus để đi vào, hóa ra xe riêng không được vào trong. Bà cụ, Trúc Minh và Trúc Tam cô xuống xe, nơi này vẫn còn cách trang viên Thanh Mai 5 cây số, hơn nữa đây là đường núi, khá dốc. Có điều cả nhà cũng không dám than phiền, cứ từng bước leo lên, hai người đỡ bà cụ leo núi. Quãng đường 5 cây số đi hết tròn nửa tiếng. Khi đến cổng trang viên Thanh Mai, ba người đã toát đầy mồ hôi, đặc biệt là bà cụ, môi trắng toát. Mẹ, mẹ có sao không? Bà cụ vẫn bình tĩnh, chỉ vào cổng sắt lớn nói. Gõ cửa. Trúc Minh ấn chuông, tiếng bảo vệ vang lên. Chuyện gì thế, tìm ai? Tìm Trúc Linh Linh, có hẹn trước không? Nếu không có hẹn trước thì không gặp.
Trúc Minh sững sờ, không có hẹn trước, Trúc Linh Linh ở bên trong là cháu gái tôi gặp cháu gái mà cũng cần hẹn trước. Bảo vệ lạnh lùng nói, người thân có mà đầy, không hẹn trước thì không gặp được. Nói xong, bảo vệ tắt máy liên lạc, cậu, nhìn cánh cửa lớn đen xì xì, Trúc Minh tức đến mức đầu bốc khói. Tỏ vẻ cái gì, chẳng qua chỉ là thừa kế một cái rách thôi sao, còn không thèm gặp chúng ta, kiêu ngạo đến thế à? Được rồi đừng nói nữa. Mặt bà cụ tái xanh, không ngờ muốn gặp Trúc Linh Linh một lần cũng khó như lên trời. Bà cụ ngửa mặt lên thở dài. Đây là gia oai phủ đầu chúng ta. Trúc Minh, con quỳ xuống đi. Sắc mặt Trúc Minh thay đổi, cái gì, mẹ? Sao mẹ bắt con quỳ xuống? Hừ, con còn nhớ, lần trước con về, bọn họ yêu cầu con quỳ xuống trước mặt nó 3 ngày không? Trúc Minh vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, lần đó Trúc Minh mượn ngân hàng 500 triệu, nếu không có sự giúp đỡ của Trúc Linh Linh, e rằng ông ta ngồi tù rồi. Lần đó Trúc Minh vốn phải quỳ cầu xin cô ấy 3 ngày, cô ấy mới giúp, nhưng bởi vì bà cụ về, nên bảo Trúc Minh quỳ trước bài vị tổ tiên 3 ngày. Dù sao cũng giữ lại mặt mũi cho ông ta, nhưng lần này, ngay cả bà cụ cũng không giải quyết nổi nguy cơ của cả nhà họ Trúc. Chỉ có thể cầu xin Trúc Linh Linh, đã là lần thứ 2 rồi, chẳng nhẽ lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Mặc dù biết Trúc Linh Linh rất coi trọng công ty nhưng không ngờ lại đến mức này. Chỉ giáng chức của cô ấy mà lại gây ra một chuỗi việc này. Xích mích với tập đoàn Hiên Viên, bị bộ phận quản lý tài sản đuổi ra khỏi tòa nhà, ngân hàng dừng cho vay, đóng băng tài khoản của họ. Đây là muốn đẩy nhà họ Trúc bọn họ vào chỗ chết. Mặt bà cụ lạnh tanh, lúc này cho dù bà có kiêu ngạo đến mấy thì cũng không thể không cúi đầu trước Trúc Linh Linh. Sắc mặt Trúc Minh vô cùng khó coi, mẹ, chẳng nhẽ mẹ bắt con quỳ trước nó. Nó đáng chắc, đừng nhiều lời nữa, mau quỳ đi. Trúc Minh bĩu môi, cằn nhằn vài câu nhưng vẫn quỳ xuống trước cổng lớn. Tần Lâm đứng bên cạnh bảo vệ, hai người nhìn video trong hệ thống liên lạc với vẻ mặt giễu cợt. Bảo vệ nói, cậu Tần, có mở cổng không? Tần Lâm lắc đầu, đợi thêm lúc nữa, để bọn họ quỳ một lúc đã. Nói xong, Tần Lâm tiếp tục đi câu cá cùng Trúc Linh Linh. Nhìn thấy Tần Lâm quay về, Trúc Linh Linh hỏi, có chuyện gì vậy anh Tiểu Lâm? Tần Lâm cười, có người đến cổng cầu xin em. Hả, Trúc Linh Linh sững sờ, sau đó hỏi, chẳng nhẽ là Trúc Minh? Không chỉ có ông ta, còn có Trúc Tam cô và bà nội. Trúc Linh Linh vội vã đứng dậy, không ngờ bà cụ lại đích thân đến, có vẻ người lần này mọi chuyện thực sự nghiêm trọng. Vậy mau đi xem thôi, đừng để bà nội sốt ruột. Tần Lâm lập tức kéo tay Trúc Linh Linh lại, đừng vội, để bọn họ quỳ một lúc đã. Cái gì, Trúc Linh Linh giật mình, ai quỳ cơ? Trúc Minh và Trúc Tam cô đều quỳ. Cái này, Trúc Linh Linh có hơi bối rối, dù sao cũng là bề trên, để bọn họ quỳ như vậy cũng không hay lắm. Tần Lâm vẫn rất bình tĩnh, em vội cái gì, bà nội còn chưa quỳ mà. Trúc Linh Linh trừng to mắt, anh còn muốn bà nội quỳ xuống. Cái này em không nhận nổi đâu. Tần Lâm nói, không bắt bà quỳ, nhưng phải để bà hiểu, địa vị của em ở nhà họ Trúc. Trúc Linh Linh há miệng, cuối cùng vẫn không nói được gì. Cô ấy biết, Tần Lâm cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Khoảng thời gian này ở nhà họ Trúc, cô phải chịu không ít khó khăn, làm việc nhiều nhất nhưng cầm ít tiền nhất, còn phải nghe lệnh của người khác. Bây giờ thì vui rồi, còn hạ cô ấy xuống làm nhân viên quèn, chả khác gì đuổi việc cô ấy cả. Trúc Linh Linh cũng giận chứ, lần này cô ấy quyết định nghe lời Tần Lâm. Trúc Minh và Trúc Tam cô đều đang quỳ ở bên ngoài, quỳ nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có ai ra đón, bà cụ nghiến răng, lại bấm chuông thêm lần nữa. Trúc Linh Linh, chẳng nhẽ cháu muốn bà quỳ xuống à? Vương Vân đi ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy hai người quỳ trên mặt đất, bà cụ đứng bên cạnh, lập tức kinh ngạc. Mẹ, mấy người là... Trúc Minh liếc mắt, trong lòng nghĩ mấy người biết thừa còn cố ý hỏi cái gì. Nếu không phải vì có việc cần mấy người giúp thì tôi quỳ ở đây chắc. Có điều, bây giờ bọn họ gặp phải họa lớn, không thể gây bất cứ chuyện gì. Trúc Minh nói, em dâu, lúc trước là bọn anh không đúng, có thể bảo Linh Linh ra đây, bọn anh có việc muốn nhờ nó. Cái này, Vương Vân vui muốn chết, để mấy người giả vờ, lúc trước còn đắc ý cơ mà, bây giờ thì sao? Quỳ trước cổng đấy thay. Có điều bà ấy vẫn giả vờ bối rối ra mặt, con bé Linh Linh này, em cũng không biết nó chạy đi đâu rồi, cái trang viên này to như vậy, em tìm nó cả ngày trời mà không thấy, mọi người đã gọi điện chưa? Bà cụ lạnh mặt nói, tắt máy rồi. Hả, thế này đi, vậy để em bảo bảo vệ đi tìm, mọi người chờ tí nhé.
Đợi đã, bà cụ gọi Vương Vân lại nói, con bảo Linh Linh, nếu nó muốn mẹ quỳ xuống, mẹ sẽ quỳ. Vương Vân vội vã nói, mẹ nói cái gì vậy, con đi gọi Linh Linh ngay đây. Vương Vân gọi bảo vệ, hỏi vị trí của Trúc Linh Linh, cười nói. Linh Linh, bà nội đến cầu xin con nè, bà ấy còn nói nếu muốn bà quỳ xuống, bà cũng quỳ. Trúc Linh Linh đứng dậy, để con qua đấy. Tần Lâm gật đầu, cũng được rồi, mặc dù anh muốn để cho bà cụ không biết điều kia phải quỳ xuống nhưng nếu thật sự quỳ xuống e là bà cụ sẽ ghi thù cô ấy, sau này sẽ tìm cách gây sự với Trúc Linh Linh. Vậy em đi đi, Trúc Linh Linh và Tần Lâm bỏ cần câu xuống, đi ra cổng lớn. Đến chỗ hai người đang quỳ, bà cụ chống gậy, mặt mày tái nhợt đứng bên cạnh. Nỗi buồn tủi mấy ngày nay của Trúc Linh Linh cũng tan biến, trong lòng cô ấy vui vẻ không thôi. Bà nội, bà cụ không dám phàn nàn, cười nói. Linh Linh đến rồi à, bác cả và cô ba đều đến để xin lỗi, bà nội cũng xin lỗi cháu, lúc trước là do bà quá lời, dù sao chúng ta cũng là người nhà, cháu đừng so đó với bà già này nhé. Giọng điệu của bà cụ rất ôn hòa, ngay cả ngữ điệu kỳ quái cũng không còn, lần này bà thực sự không dám khinh thường Trúc Linh Linh. Bà cụ dùng cây gậy gõ vào người Trúc Minh. Trúc Minh vội vàng ngẩng đầu, cười cười. Linh Linh, là lỗi của bác cả, chuyện lúc trước, bác xin lỗi cháu xem, có thể tha thứ cho bác không? Vương Vân đứng đằng sau vui vẻ ra mặt. Không sao, chúng ta là người một nhà, có gì cần giúp đỡ, mọi người cứ nói cho Linh Linh, theo như tôi thấy, mọi người cũng chuyển vào đây đi, chúng ta cùng ở đây tiện hơn. Mẹ, Trúc Linh Linh nhíu mày, vội vàng nhắc nhở bà ấy một câu. Cũng không phải không muốn cho bọn họ truyền vào, chỉ có điều đây là nhà của Tần Lâm, không phải nhà của nhà họ Trúc, bà cụ cũng sống ở đây thì ra thể thống gì. Vương Vân nói xong, bà cụ lập tức sững sờ, vui vẻ ra mặt. Được, Linh Linh chúng ta cũng chuyển về đây, chắc cháu không có ý kiến gì nhỉ, bà cụ thích cái trang viên thanh mai này lâu rồi, có thể ở trong đây là điều bà hằng mong ước. Lần trước bà bị Tần Lâm đuổi ra ngoài, không có cách nào giữ thể diện, lần này Vương Vân chủ động mở lời. Bà đương nhiên sẽ nhận cơ hội này mà ở đây. Cái này, Trúc Linh Linh nhìn Tần Lâm, mặt lộ vẻ bối rối, nhưng đây là nhà của Tần Lâm, không phải của cô ấy. Tần Lâm, cứ theo ý em là được. Trúc Linh Linh vô cùng cảm kích, gật đầu, nếu bà nội thích thì truyền vào đi ạ. Được, được, được. Bà cụ lập tức có tinh thần, bước chân nhanh thoăn thoắt, chẳng có vẻ gì là của người bệnh vừa mới xuất viện cả. Lần này bà cụ không tỏ vẻ kiêu căng, chọn một nơi hẻo lánh một chút. Để tránh bị đuổi ra ngoài. Linh Linh, cháu phải giúp bà giải quyết chuyện công ty, không còn nhiều thời gian nữa, đặc biệt là bên tập đoàn Hiên Viên. Một chuỗi sự việc này, điểm mấu chốt là hợp tác với tập đoàn Hiên Viên bị cắt đứt, còn có cả bên bất động sản Hà Thị. Nghe xong mọi chuyện, Trúc Linh Linh cũng khiếp sợ, không ngờ mấy ngày nay nhà họ Trúc lại thảm như vậy. Bà nội, cháu cũng không chắc lắm, để cháu thử xem. Tập đoàn Hiên Viên có lẽ sẽ nề mặt cô nhưng còn bất động sản Hà Thị và ngân hàng thì chưa chắc. Mấy cái này Trúc Linh Linh không nắm chắc. Bà nội thu xếp ổn thỏa xong liền nói, cháu cứ cổ hết sức là được, bà đi một chuyến với cháu. Đây là chuyện quan trọng nhất của nhà họ Trúc, không ai dám chậm trễ, toàn bộ thành viên chủ chốt của nhà họ Trúc đều đi đến tập đoàn Hiên Viên. Trên đường, Trúc Linh Linh rút điện thoại ra, thử gọi cho Vương Nhị, có hơi lo lắng. Tít tít tít, sau mấy tiếng tít. Vương Nhị đã bắt máy, giọng điệu nhẹ nhàng, hiền lành. Tổng Giám Đốc Trúc, là tôi, xin chào Phó Chủ tịch Vương, cô có ở công ty không? Tôi muốn đến bàn chuyện hợp đồng với cô. Được, đúng rồi, cô đã được khôi phục thân phận cổ đông chưa? Nói xong, Trúc Linh Linh nhìn bà nội vội vàng gật đầu. Tôi được khôi phục rồi. Vậy thì tốt, tôi đợi cô ở công ty. Trong lúc nói chuyện, giọng điệu của Vương Nhị rất nhẹ nhàng, không hề vênh váo hung hăng. Cứ như hai người bạn cùng nhau nói chuyện vậy. Sự khác biệt này khiến bà cụ kinh ngạc, Trúc Linh Linh có ma lực nào mà có thể khiến cho tập đoàn Hiên Viên coi trọng đến vậy. Đến tập đoàn Hiên Viên, Vương Nhị đã đợi cô ở cửa từ sớm, Trúc Linh Linh xuống xe, lập tức có không ít người tiến lên xách túi giúp cô. Tổng Giám Đốc Trúc, mời vào trong. Vương Nhị nhiệt tình kéo tay Trúc Linh Linh, liếc nhìn bà cụ và Trúc Minh xong cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng vào trong phòng họp. Trong phòng họp, chẳng mấy chốc đã đàm phán xong, quay về trạng thái hợp tác. Chỉ mất tổng cộng có nửa giờ đồng hồ, mà đa phần đều là thời gian ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm, chứ chẳng hề bàn việc. Trúc Linh Linh vừa ra tay, vấn đề khó đã được giải quyết dễ dàng. Trúc Minh đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh bên trong phòng họp,
sắc mặt âm u. Con nhãi Trúc Linh Linh này có vẻ như trèo được cành cao rồi, có quan hệ không rõ ràng với chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên, đây chẳng phải là muốn làm cho nhà họ Trúc chúng ta mất hết thể diện sao? Con câm miệng, bà cụ trừng mắt nhìn ông ta, đừng nói vớ vẩn nữa. Sau này bớt nhiều chuyện đi, bà cụ cũng nhìn ra, bây giờ hạng mục với tập đoàn Hiên Viên phải dựa hoàn toàn vào Trúc Linh Linh, nếu không có cô, chuyện hợp tác sẽ không thể tiến hành. Trúc Linh Linh vô cùng quan trọng, ít nhất trong gian hợp tác với tập đoàn Hiên Viên. Ra khỏi tập đoàn Hiên Viên, Trúc Linh Linh liên lạc với giám đốc bộ phận quản lý tài sản của bất động sản Hà Thị. Xin chào, tôi là Trúc Linh Linh, tôi muốn bàn về vấn đề thu phí quản lý tài sản, xin hỏi, ông có ở công ty không ạ? Việc này Trúc Linh Linh cũng không chắc chắn lắm, dù sao, bất động sản Hà Thị và tập đoàn Hiên Viên không phải cùng một công ty, không liên quan đến nhau, hơn nữa bất động sản Hà Thị là tập đoàn toàn quốc, Hà Niệm Anh là người giàu nhất cả nước, loại người tai to mặt lớn này, cô ấy không chạm nổi. Giám đốc bộ phận quản lý tài sản của nói với giọng rất nhẹ nhàng, xin chào Tổng Giám đốc Trúc, không cần phải bàn về vấn đề thu phí quản lý tài sản nữa, chỉ cần cô quay lại, phí quản lý tài sản sẽ được miễn phí. Tòa nhà văn phòng đã được quét dọn xong rồi, lúc nào mọi người cũng có thể quay lại. Hả, vậy thì tốt, cảm ơn ông. Trúc Linh Linh cúp máy, bà cụ và Trúc Minh sững sờ, nhanh như vậy đã đàm phán xong rồi. Họ cúp máy rồi à? Trúc Linh Linh lắc đầu, bàn xong rồi, bọn họ bảo có thể quay về. Vậy phí quản lý tài sản thì làm sao? Miễn phí, lần này bà cụ thực sự kinh ngạc, năng lực của Trúc Linh Linh lớn vậy sao? Mối quan hệ giữa cô ấy và tập đoàn Hiên Viên rõ như ban ngày, nhiều người đều biết, tập đoàn Hiên Viên giúp cô ấy đâu chỉ một hai lần. Nhưng con nhãi này móc nối được quan hệ với bất động sản Hà Thị lúc nào vậy? 10 năm phí quản lý tài sản, hơn 30 triệu, bảo không thu là không thu luôn. Không chỉ vậy, ngân hàng cũng không giục trả tiền nữa, tài khoản đã được mở lại, tất cả nhân viên đều có thể về công ty làm việc bình thường, tất cả đều như chưa có gì xảy ra. Một công ty vốn đang đối mặt với phá sản, Trúc Linh Linh vừa quay về, gọi mấy cuộc điện thoại, mọi vấn đề đều được giải quyết. Mặc dù nhân viên không nói ra ngoài, nhưng cũng thầm thảo luận với nhau. Nghe nói lần này may mà có Tổng Giám đốc Trúc, gọi vài cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề. Vậy hả, Tổng Giám đốc Trúc lợi hại thật, Trúc Minh chả là cái thá gì cả, chả đáng làm phó chủ tịch. Còn hủy tư cách cổ đông của Trúc Linh Linh, đúng là không hiểu bà cụ nghĩ gì. Lần sau mà còn đuổi việc Tổng Giám đốc Trúc thì tôi cũng bỏ việc. Nếu như không có Tổng Giám đốc Trúc thì công ty này tiêu đời rồi. Mấy lời bóng gió này nhanh chóng được truyền đến tai bà cụ. Trong phòng làm việc, Trúc Minh đứng cạnh bà cụ, nhíu mày nói. Mẹ, bây giờ Trúc Linh Linh ngông cuồng quá, mẹ nghe qua mấy lời bóng gió trong công ty chưa, bây giờ lòng dân dao động, họ hận không thể đưa Trúc Linh Linh lên làm chủ tịch. Mặt bà cụ u ám, bà đương nhiên nghe mấy chuyện này rồi. Đám người đó đúng là nói hơi quá đáng. Trúc Linh Linh cống hiến cho công ty nhiều như vậy, bà cụ đương nhiên hài lòng. Nhưng nhiều công trạng chưa chắc là chuyện tốt, hành động của Trúc Linh Linh khiến cho bà cụ có hơi e ngại. Đây là doanh nghiệp gia đình, quyền lực tối cao phải nằm trong tay bà cụ, chuyện này không ai có thể lay chuyển. Được rồi, đều là mấy lời truyền miệng, không cần để ý, mẹ tin Trúc Linh Linh sẽ không có dã tâm lớn đến thế. Mặc dù nói như vậy như trong lòng bà cụ không thoải mái. Vẫn. Lần này rõ ràng là Trúc Linh Linh đã cứu công ty, nhưng bởi vì mấy lời bàn tán của đám quản lý cấp cao kia làm cho bà cụ có khúc mắc trong lòng, vậy nên cũng không hề khen thưởng Trúc Linh Linh, chỉ khôi phục thân phận cổ đông cho cô mà thôi, cổ phần cũng không được tăng, vẫn giống hệt như lúc trước, chỉ là một quản lý bậc ba của công ty. Nhưng Trúc Linh Linh cũng không có gì bất mãn, cô vốn là người không có dã tâm. Nếu như thật sự có thì ban đầu cô đã không đồng ý chuyện sáp nhập công ty rồi. Chuyện của nhà họ Trúc cuối cùng cũng đã được giải quyết xong, lần này Tần Lâm quyết định đi tìm bà cụ để nói cho bà biết được Trúc Linh Linh quan trọng đến nhường nào. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì sẽ không dễ dàng giải quyết đâu. Tinh, tiếng Zalo trong điện thoại vang lên, tin nhắn của Vương Đông Tuyết. Anh Tần, mấy hôm nữa anh có bận gì không? Không bận, sao thế? Em muốn dẫn anh về quê em một chuyến, anh có tiện không? Được, không thành vấn đề mặc dù chưa bao giờ đến quê của Vương Đông Tuyết, nhưng anh đã gặp mẹ cô, bà là một người giản dị và tốt bụng, hơn nữa bà còn tặng cho anh miếng ngọc quan âm mà anh luôn mang theo người. Vương Đông Tuyết nhìn tin nhắn trên điện thoại, tim đập loạn nhịp. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của cô và Tần Lâm ngày càng thân thiết,
cảm giác giống như chỉ còn một lớp giấy dán mỏng vẫn chưa được phá vỡ mà thôi, vậy nên Vương Đông Tuyết nghĩ rằng cứ để Tần Lâm đi thăm nhà cô. Xem nơi mà cô đã sống từ nhỏ đến lớn, Vương Đông Tuyết là con nhà nghèo, khi nhỏ cô vừa đi học vừa phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Vương Đông Tuyết muốn tiến xa hơn một bước với Tần Lâm, vì vậy cô mới muốn anh đến xem nhà của mình trước, để tránh việc anh không vừa ý. Đương nhiên là cô tin rằng Tần Lâm sẽ không ghét bỏ gì đâu. Nếu muốn đưa Vương Đông Tuyết về quê ở nông thôn thì chắc chắn chiếc siêu xe của anh không đủ tốt, vậy nên Tần Lâm đã gọi cho Trần Thục để mượn chiếc xe địa hình Mercedes-Benz của cô ấy. Tất nhiên Trần Thục rất vui vẻ đồng ý, bởi vì chiếc xe này vốn là Tần Lâm tặng cho cô. Khi lái xe đến trường, Vương Đông Tuyết đã lấy rất nhiều hành lý, bao gồm cả vật dụng thường ngày, còn cả quà cho bố mẹ và người thân. Anh Tần, lần này em về quê chủ yếu là để dự sinh nhật của bác, em giúp anh mua mấy chai rượu nhé. Đây là lần đầu tiên Tần Lâm đến, lại còn trúng dịp như vậy, đương nhiên anh nên mua chút quà mới phải, nhưng Vương Đông Tuyết lại không muốn Tần Lâm tiêu tiền nữa, cô muốn tự mình mua rồi lấy danh nghĩa của Tần Lâm để tặng. Tần Lâm mỉm cười, sinh nhật à, vậy rất đơn giản, thích uống rượu đúng không? Để anh gọi người đem vài chai đến. Nói xong, anh gọi điện thoại cho Mạnh Văn Cương và kêu ông ta mang mấy chai rượu đến. Chẳng mấy chốc, thư ký của Mạnh Văn Cương đã lái xe đến và đưa cho anh một thùng rượu Mao Đài, nhưng rượu Mao Đài này không hề giống loại hay bán ở bên ngoài, trên bao bì còn có chữ cung cấp đặc biệt. Nghĩ đến đó là loại rượu mà Mạnh Văn Cương uống, đương nhiên không tầm thường chút nào. Sau khi cất vào cốp xe, cả hai liền lên đường, quãng đường không xa lắm nhưng đường núi hơi khó đi. May là tính năng vận hành của chiếc xe địa hình này vô cùng xuất sắc, nên chỉ mất 2-3 tiếng là có thể đến nơi. Ngay khi gần đến cổng thôn, từ xa đã nhìn thấy được một nam một nữ đang đứng đón ở đó. Anh Tần, ở đó chính là thôn của em. Đó là một ngôi làng nông thôn rất bình thường, trước cổng có một tấm biển to khá cũ kỹ với dòng chữ thôn Liên Hoa. Người đứng ở cổng chính là bố mẹ của Vương Đông Tuyết, Từ Quyên và Vương Ải Dân, còn có cả bác của cô, Vương Vĩnh Thăng. Vương Ái Dân nhìn thấy chiếc xe từ xa chạy tới liền hỏi. Có phải chiếc đó không nhỉ? Từ Quyên lắc đầu, không biết nữa, lần trước tôi đến thăm nhưng Tiểu Tần không lái xe. Vương Vĩnh Thăng cau mày, hỏi, không lái xe? Có nghĩa là sao, có xe mà không lái hay không có xe để lái? Từ Quyên sững ra một lúc, sau đó ngượng ngùng nói, em cũng không biết nữa, Tiểu Tần không nói nên em cũng không hỏi. Vẻ mặt Vương Vĩnh Thăng trở nên nghiêm túc, em dâu à? Em nên hỏi cho rõ ràng, có xe hay không có xe ở thành phố có khoảng cách lớn lắm đấy, nếu có thì vô cùng thuận tiện, không thì sẽ rất khó khăn, giống như con trai anh mới tậu chiếc BMW X5 này, về quê còn có thể giúp kéo ít đồ, tiện biết mấy. Từ Quyên mỉm cười nhưng không nói gì cả. Ở thôn Liên Hoa, Vương Vĩnh Thăng là có điều kiện nhất, nhà có bò có ruộng, hơn nữa con trai của ông ta ở thành phố làm ăn cũng phát đạt nên gia đình ông ta cũng được xem như giàu nhất thôn. Vương Vĩnh Thăng lại hỏi, em dâu, em không tặng miếng ngọc quan âm của nhà em chứ? Từ Quyên đáp, anh cả, em đã tặng rồi. Vương Vĩnh Thăng trợn tròn mắt, em dâu, em vội vàng quá rồi đấy, lần đầu gặp mặt đã tặng bảo vật gia truyền rồi, ngộ nhỡ thằng nhóc đó vừa nghèo lại còn lừa đảo nữa thì sao? Từ Quyên bật cười, nói chắc không đâu, em thấy Tiểu Tần rất tốt, em cũng không mong cậu ấy có quá nhiều tiền, chỉ cần cậu ấy đối tốt với Đông Tuyết nhà em là được. Những gì Từ Quyên nói đều là lời thật lòng, mặc dù bà không biết rõ về Tần Lâm, nhưng cũng không mong anh là con nhà giàu. Đến lúc bàn chuyện cưới xin thì cũng phải môn đăng hộ đối, lỡ may người ta là con nhà giàu, sau khi cưới thì Đông Tuyết lại phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống, thế nên trong lòng bà cảm thấy cũng không thoải mái. Vương Vĩnh Thăng hừ một tiếng, câu này em dâu nói không đúng rồi, cả đời chúng ta chẳng có gì, con cái phải có chí hướng, phải có bản lĩnh mới có thể sống sót được. Dù sao Đông Tuyết nhà em cũng là con gái, còn cả tiền đồ phía trước, nên phải tìm được người tốt, em đừng xem nhẹ việc đó. Hai người đang nói chuyện thì xe đã dừng trước mặt, Vương Đông Tuyết hớn hở bước xuống xe. Bố, mẹ, bác, Vương Vĩnh Thăng nhìn chiếc xe, sau đó bĩu môi, đạp vào xăm lốp xe rồi nói. Một chiếc Mercedes à, cũng không khác của con trai tôi lắm, chẳng qua là không đẹp mấy. Vương Vĩnh Thăng xem ra có vẻ rất giống người hiểu biết. Nhưng thực ra ông ta lại chẳng biết gì cả, Mercedes-Benz và BMW X5 hoàn toàn không cùng đẳng cấp, giá trị của chúng chênh nhau lên đến vài triệu, một bên là xe mấy trăm nghìn, một bên lại là mấy triệu. Nhưng trong mắt Vương Vĩnh Thăng thì hai chiếc xe này lại trông khá giống nhau,
một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc BMW, cho nên giá cả và đẳng cấp cũng phải tương đương nhau. Sau khi Tần Lâm xuống xe, Vương Đông Tuyết mới nhanh chóng giới thiệu một lượt. Vương Ái Dân vô cùng hài lòng, giống như Từ Quyên đã nói, chàng trai này trông hết sức lịch thiệp lại còn lễ phép, tuy là người thành phố nhưng lại không hề kiêu ngạo, mau về nhà ăn cơm thôi. Vương Vĩnh Thăng nhìn Tần Lâm, cảm thấy cũng khá bình thường, vẫn kém hơn nhiều so với con trai ông ta nên cũng chẳng có hứng. Được rồi, ngày mai đừng quên đến sớm, cả trưởng thôn chúng ta và trưởng thôn Lưu của làng bên cũng đến đấy. Nói xong, Vương Vĩnh Thăng liền đi về nhà. Trong 10 thôn ở đây, Vương Vĩnh Thăng là một nhân vật khá nổi tiếng trong 8 thôn, bởi vì con trai có bản lĩnh nên đã nhiều lần hỗ trợ tài chính cho thôn, vậy nên sinh nhật ông ta còn có cả các trưởng thôn khác đến dự, quả thật không tầm thường chút nào. Xem ra Vương Vĩnh Thăng không mấy hài lòng với Tần Lâm, nhưng Vương Ái Dân lại vô cùng thích anh. Sau khi về đến nhà, Từ Quyên sợ sẽ tiếp đón Tần Lâm không được chu đáo nên đã nấu rất nhiều món. Tiểu Tần à, điều kiện nhà gì không tốt lắm, đừng chê nhé, cháu cứ tự nhiên ngồi đi. Tần Lâm mỉm cười, dì nói gì vậy chứ, sao cháu lại chê được, để cháu giúp dì lấy củi đun. Nói xong, Tần Lâm đi ra vườn rồi lấy rìu, bắt đầu chẻ củi. Mặc dù xuất thân là đại thiếu gia nhưng 10 năm trước anh đã rời khỏi gia tộc, bao năm qua cũng đã trải qua không ít khổ cực. Trước khi gặp sư phụ, Tần Lâm thường phải nhịn đói làm công cho người ta, từ nhỏ đã chịu rất nhiều cực khổ. Sau khi lên núi, anh hoàn toàn tự lực cánh sinh, hơn nữa còn phải chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của sư phụ, vậy nên những công việc này đối với Tần Lâm mà nói đều dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Tần Lâm chẻ củi rất gọn gàng trong sân, Từ Quyên đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn sang Vương Ái Dân, hai người ra hiệu bằng ánh mắt với nhau. Vương Ái Dân cũng khẽ đưa ngón tay cái lên, tỏ vẻ rất hài lòng với cậu con rể này. Đương nhiên Vương Đông Tuyết đều nhìn thấy tất cả, cô bỗng đỏ mặt, không biết là đang nghĩ gì. Sau khi Tần Lâm giúp chẻ củi để nấu ăn thì cuối cùng cả nhà 4 người đều đã ngồi ăn với nhau trong vườn. Cảnh vật ở nông thôn vô cùng thoải mái, ngồi ở trong vườn cảm thấy hết sức dễ chịu. Tiểu Tần à, cháu biết uống rượu chứ? Hai ta cùng uống nhé. Được ạ, vừa hay cháu có rượu, để cháu đi lấy. Tần Lâm lấy từ trong cốp ra một chai rượu Mao Đài. Sau khi Vương Ái Dân nhìn thấy liền lập tức kinh ngạc. Qua, rượu Mao Đài đặc biệt à, Tiểu Tần, rượu này đắt lắm đấy, chúng ta uống có lãng phí lắm không? Ngày mai là sinh nhật của bác, hay là đem cái này làm quà tặng sinh nhật đi? Sao mà lãng phí được, chú Vương cứ yên tâm mà uống, trong xe cháu có cả một thùng, ngày mai lấy vài chai đem tặng là được. Vậy, được thôi, nhìn thấy rượu Mao Đài, Vương Ái Dân không tránh khỏi thèm thuồng, bèn nhanh chóng mở ra. Vừa mở nắp, mùi rượu đã lan tỏa ra khắp nơi. Cộng thêm một bàn đầy thức ăn như vậy, không thể nào khiến người ta ngồi yên được. Ngay cả Từ Quyên và Vương Đông Tuyết cũng cảm thấy loại rượu này rất thơm. Lão Vương, đây là rượu gì mà thơm thế? Bình thường Từ Quyên không uống rượu, ngửi thấy mùi rượu liền cảm thấy chán ghét, không ngờ hôm nay lại cảm thấy mùi rượu này lại thơm như thế. Vương Ái Dân nhìn chai rượu, sau đó ngây ra một lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Tần à, rượu này, có phải là Mao Đài truyền thống không? Tần Lâm cũng sững ra, cháu cũng không biết nữa, đây là người khác tặng cho cháu. Tần Lâm không biết nhiều về rượu, cũng không phải người đặc biệt yêu thích rượu, lúc ở trên núi cũng chỉ có mỗi sư phụ uống rượu mà thôi. Sư phụ là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng, rượu người khác tặng đương nhiên không phải hàng loại hai, vậy nên khẩu vị của Tần Lâm cũng khá là kén. Vương Ái Dân càng nhìn càng thấy giống, ông giơ ly rượu lên rồi uống một hớp, ngay lập tức toàn bộ khoan mũi đều là mùi thơm của rượu. Một cảm giác sảng khoái thoải mái từ trong ra ngoài. Rượu ngon, đây đích thị là Mao Đài truyền thống. Rượu Mao Đài truyền thống là chất lỏng nguyên chất được ủ từ các loại cây lương thực mà thành, còn rượu Mao Đài xuất xưởng đều đã được pha chế từ loại Mao Đài truyền thống. Do nhu cầu thị trường hiện nay quá cao, nếu cứ sản xuất loại nguyên chất thì nhà máy sản xuất Mao Đài sẽ không thể cung cấp được nhiều rượu trong một năm, vậy nên mới phải bán theo phương thức pha trộn, và loại truyền thống sẽ được đổi thành loại cung cấp đặc biệt. Chỉ những người có địa vị cao mới có thể mua loại rượu này, hơn nữa giá của nó cũng vô cùng đắt. Từ Quyên thấy vậy, bèn nhấc ly lên, cho tôi một ly nào. Vương Đông Tuyết nói theo, con cũng muốn. Gia đình 4 người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, trong lúc trò chuyện, hai vợ chồng cũng đã hiểu biết đôi chút về Tần Lâm. Sau khi biết được thân thế của Tần Lâm, bọn họ đều vô cùng đồng cảm với anh,
nhưng cũng từ đó nghe ngóng được hiện tại Tần Lâm vẫn đang độc thân, những lo lắng trước đây của anh cũng chẳng còn nữa, nên mọi người đều hết sức vui vẻ. Tối hôm đó, sau khi Vương Ái Dân ăn xong, liền hỏi Từ Quyên. Tối nay ngủ thế nào đây? Nhà của Vương Đông Tuyết là kiểu nhà vuông ở nông thôn, chỉ có một phòng phía đông và một phòng phía tây. Từ Quyên trừng mắt nhìn ông ấy, đương nhiên là để con dâu với con rể ngủ với nhau rồi. Vốn nên để Từ Quyên và Vương Đông Tuyết ngủ cùng nhau, còn Vương Ái Dân và Tần Lâm ở chung. Nhưng sau bữa ăn thì hai vợ chồng lại vô cùng hài lòng về Tần Lâm, cộng thêm việc đã uống rượu, nên bọn họ mới quyết định để hai người ngủ cùng nhau. Vợ đã nói vậy rồi nên Vương Ái Dân cũng không nhiều lời làm gì nữa. Sau đó hai người đi về căn phòng phía tây rồi đóng cửa lại. Vương Đông Tuyết rửa bát đĩa xong mới phát hiện phòng của bố mẹ đã bị khóa, đột nhiên hai má cô đỏ bừng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vương Đông Tuyết có hơi lo lắng, cô và Tần Lâm không phải là người yêu thực sự, cho dù có cảm tình với nhau thì vẫn còn một lớp giấy mỏng ngăn cách hai người. Hơn nữa, mối quan hệ của hai người cũng không có gì tiến triển nên khiến cho cô cũng có chút hụt hẫng. Anh Tần, anh đi nghỉ trước đi. Vương Đông Tuyết cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi vo ve. Được, Tần Lâm bước vào phòng, nằm ở đầu giường được đặt gần lò sưởi. Anh cảm thấy giường sưởi và giường ở nông thôn không giống nhau, nhưng Tần Lâm lại vô cùng thích thú. Vương Đông Tuyết bưng một thau nước nóng vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô nhúng khăn vào nước, sau đó bắt đầu lau mặt cho Tần Lâm. Anh Tần, để em giúp anh lau mặt. Tần Lâm có chút ngượng ngùng, hay để anh tự làm cũng được. Không sao, bố em uống nhiều rượu thì mẹ cũng làm thế này đấy. Nói xong, Vương Đông Tuyết cúi đầu xuống, sắc mặt lại càng đỏ hơn. Tần Lâm bèn ngồi dậy để Vương Đông Tuyết lau. Sau khi lau xong, Vương Đông Tuyết liền cởi giày và tất của Tần Lâm ra. Anh Tần, để em rửa chân cho anh. Tần Lâm cũng không tiện từ chối. Vương Đông Tuyết lập tức bỏ chân của Tần Lâm vào trong nước, sau đó dùng nước ấm, cẩn thận rửa chân cho anh. Mặc dù Vương Đông Tuyết xuất thân ở nông thôn, nhưng từ nhỏ bố mẹ đã rất thương yêu cô nên không hề để cô làm việc gì nặng nhọc, vì thế tay cô vừa mịn lại vừa mềm. Vương Đông Tuyết cẩn thận, xinh đẹp và còn biết chăm sóc người khác, nếu kết hôn với một người phụ nữ như vậy thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Tần Lâm đột nhiên nắm lấy tay Vương Đông Tuyết, sau đó kéo cô lên, dùng hai tay ép sát cô vào lòng mình. Hai cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của Vương Đông Tuyết, hai người nhìn nhau, mũi chạm nhẹ, suýt chút nữa là chạm mặt. Vương Đông Tuyết khẽ kêu một tiếng, hơi thở của cô đột nhiên trở nên gấp gáp. Tần, anh Tần, Tần Lâm nói, để anh rửa cho em. Nói xong, Tần Lâm quay người đặt Vương Đông Tuyết lên giường sưởi, sau đó tháo giày và tất của cô ra. Vương Đông Tuyết hơi vùng vẫy một chút, nhưng cũng chỉ là cho có mà thôi. Chân của Vương Đông Tuyết rất đẹp, da vừa mượt vừa trắng, cầm trên tay trông giống như một viên ngọc tuyệt mỹ. Tần Lâm rửa chân cho cô bằng nước nóng, hai người ngồi trên giường sưởi, bầu không khí bỗng có chút mơ hồ. Vương Đông Tuyết ôm gối, dựa lưng vào tường rồi nói. Anh Tần, anh nghỉ ngơi trước đi, em vẫn chưa buồn ngủ. Lúc nói xong, Vương Đông Tuyết còn ngáp một cái. Tần Lâm mỉm cười, cũng không vạch trần cô, sau đó anh nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại. Không lâu sau, cảm thấy có một vật nặng dựa vào mình, Tần Lâm quay đầu lại thì nhìn thấy đầu của Vương Đông Tuyết đã nằm trên cánh tay anh, cô gái này ngủ cũng say phết. Sáng sớm hôm sau, Vương Đông Tuyết mở mắt ra, đột nhiên phát hiện có người ở dưới mình. Vương Đông Tuyết suýt chút nữa hét toáng lên, nhưng cô đã kịp nhận ra đây là Tần Lâm. Lúc này, toàn thân Vương Đông Tuyết đều đang nằm trên người Tần Lâm. Giống hệt như một con bạch tuộc, hai tay ôm lấy cánh tay Tần Lâm, còn hai chân lại gác lên đùi anh. Tư thế này hết sức mập mờ, nhịp tim của Vương Đông Tuyết bỗng đập loạn xạ. Tim cô cứ đập thình thịch, sau đó cúi đầu xuống, hai má chợt ửng hồng. Lúc ngủ, Vương Đông Tuyết mặc đồ khá rộng rãi, kết quả khiến cho quần áo bị cuộn lên đến gần nách, nửa dưới đều lộ hết ra ngoài, tiếp xúc trực tiếp với da của Tần Lâm. Nhìn thấy Tần Lâm vẫn còn đang say ngủ. Vương Đông Tuyết nhanh chóng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo rồi mới thở phào nhẹ nhõm, may mà Tần Lâm vẫn chưa tỉnh, nếu không thì sẽ xấu hổ chết mất. Tất nhiên Tần Lâm đã dậy từ sớm, chỉ là anh không vạch trần cô mà thôi, hơn nữa anh cảm thấy ôm Vương Đông Tuyết ngủ cả đêm cũng khá thoải mái đó. Sau khi thức dậy, mọi người tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng qua loa rồi đi thẳng đến nhà bác lớn. Tuy ở cùng một thôn nhưng khoảng cách lại khá xa, Tần Lâm lái xe đến đầu thôn. Bỗng một ngôi nhà ngói to đẹp để lọt vào tầm mắt. Ở thôn Liên Hoa rất hiếm khi thấy những ngôi nhà được trang trí tương đối hiện đại như vậy,
về cơ bản đều được xây bằng gạch đỏ, nhưng ngôi nhà của Vương Vĩnh Thắng lại thật sự không tồi chút nào. Xe của Tần Lâm dừng ở cửa, cả nhà vừa bước xuống thì Vương Vĩnh Thắng đã cau mày đi ra, nói. Ai vậy, đừng đậu xe ở đây, lát nữa con trai tôi sẽ không có chỗ đỗ xe mất, xe của cậu không đáng bao nhiêu tiền đâu, đậu bên kia đi. Vương Vĩnh Thắng chỉ vào chỗ gập ghềnh bên cạnh, Từ Quyên cau mày, anh cả, con trai anh vẫn chưa về mà, đây chẳng phải là chỗ đỗ xe sao, tại sao lại bắt Tiểu Tần đổi chứ? Vương Vĩnh Thắng bĩu môi, xe của con trai tôi là BMW X5, nếu bị xước thì sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa, thôi được rồi, các người tự tìm chỗ đi. Tần Lâm cũng không tính toán, được, để cháu đỗ chỗ khác. Không phải là thành phố, nên Tần Lâm phải rẽ xe vào một góc rồi đỗ dưới gốc cây. Sau khi đỗ xe xong, anh cầm theo rượu Mao Đài tiến vào trong vườn. Vườn nhà Vương Vĩnh Thắng không hề nhỏ, toàn bộ được đắp bê tông, tương đối sạch sẽ, trong vườn được sắp khoảng hơn chục cái bàn, bên cạnh còn có một vài đầu bếp được thuê đang làm việc, trông vô cùng phô trương. Nhà Vương Đông Tuyết đương nhiên phải ngồi bàn chính rồi, dù sao cũng là người nhà, vừa ngồi xuống, bỗng một chiếc BMW X5 chạy tới, sau đó đỗ ngay trước cửa, làm bụi bay tung tóe. Con trai tôi đến rồi. Một thanh niên bước xuống xe, đó là con trai của bác, tên Vương Thiết Thành. Vương Thiết Thành mặc sơ mi trắng với quần tây, trông vô cùng bảnh bao đầy sức sống, điều này hoàn toàn trái ngược với người dân ở thôn này. Bố, con về rồi. Vương Vĩnh Thắng mặt mày hớn hở, cười tươi đến mức trên mặt lộ ra đầy vết nhăn. Ừ, xe đỗ ở đây không sao chứ. Đây là chiếc BMW đầu tiên trong thôn, cho nên ông ta vô cùng coi trọng nó. Vương Thiết Thành nói. Không sao đâu, bố đừng để bọn trẻ lại gần là được. Giữ con cái mình cho tốt đấy nhé, đừng làm xước xe của con trai tôi, mấy người không đền nổi đâu. Vương Vĩnh Thắng quát lên vài câu, tất cả dân làng xung quanh đều kéo con họ lại, sợ rằng bọn trẻ nghịch ngợm sẽ làm chầy xe của người ta, đương nhiên bọn họ cũng không có khả năng chi trả cho chiếc xe đắt tiền như vậy. Sau khi Vương Thiết Thành quay lại, vừa định ngồi vào chỗ, đột nhiên có một ông lão từ bên ngoài bước vào. Vĩnh Thắng. Con trai cậu về rồi à? Ruộng nhà tôi có ít đồ, có thể mượn xe kéo một chút không? Vương Vĩnh Thắng cau mày, thứ ông ta quan tâm nhất chính là chiếc xe này của con trai, nếu bị người khác làm bẩn sẽ rất đau lòng, còn nếu là người khác, chắc chắn người ta sẽ không đồng ý để xe con trai mình đi vào ruộng. Nhưng người nhờ vả lại là trưởng thôn, nên cũng không tiện từ chối. Trưởng thôn, xe của con trai tôi đắt quá, lỡ may bị xước lại phải tốn rất nhiều tiền để sửa, thế này đi. Con rể của em trai tôi cũng lái xe đến đây, xe của cậu ta là loại xe địa hình, có chảy xước cũng không sao, không đáng tiền, thôi thì dùng xe cậu ta đi. Từ Quyên không vui, anh cả, sao anh lại nói thế, xe ai mà không là xe chứ, nếu xe của chúng em bị chảy xước thì vẫn cảm thấy tiếc mà. Vương Vĩnh Thắng nhíu mày, sao thế, người một nhà với nhau mà còn vậy à? Đều là người một nhà cả, xe ai hư mà không sót chứ, vậy cứ chọn chiếc rẻ mà dùng. Cũng coi như nể mặt thôn trưởng có được không? Thấy thế nào, suy cho cùng thì Từ Quyên cũng là người thành thật, Vương Vĩnh Thắng đã nói như vậy rồi, hơn nữa lại còn đang ở trước mặt trưởng thôn, nên bà cũng chẳng thể nào nói không được. Tiểu Tần à, cháu xem thứ, coi có giúp được không? Tần Lâm gật đầu, không thành vấn đề. Vương Thiết Thành gật đầu hài lòng, tên này cũng khá biết điều đấy. Không sao đâu, nếu bị xước thì tôi sẽ cho cậu tiền để sửa, cậu tìm chỗ nào sửa xe. Tốn tầm vài trăm là xong, mau đi đi. Vương Thiết Thành chắp tay sau lưng, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, trông còn ngầu hơn cả trưởng thôn. Tần Lâm lấy chìa khóa xe, sau đó đi đến bóng cây bên cạnh, khởi động xe rồi lái theo chỉ dẫn của trưởng thôn. Ngay khi xe vừa khởi động, Vương Thiết Thành lập tức chau mày. Mercedes-Benz, dân làng cũng nhìn về phía chiếc xe này cũng không tồi đấy, Mercedes-Benz à, có ngang tầm với BMW không? Đúng vậy. Chiếc xe này còn lớn hơn cả chiếc xe của Thiết Thành, vậy nó bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc ít nhất cũng mấy trăm nghìn nhỉ? Vương Vĩnh Thắng hừ lạnh một tiếng, xe Việt dã có bao nhiêu tiền đâu chứ? Cao lắm cũng chỉ 200-300 nghìn, làm sao so với chiếc BMW X5 của con trai tôi được? Đúng vậy, vẫn là Thiết Thành tốt hơn, đây là chiếc BMW đầu tiên trong thôn đấy. Thôn bên cạnh trước ngày kết hôn đã đến đây để mượn xe, bọn họ muốn mượn con BMW của Thiết Thành. Nhưng đâu thể cho ai mượn cũng được. Đương nhiên rồi, muốn dùng BMW làm xe dẫn đầu trong đám cưới à? Dù sao cũng phải là trưởng thôn chứ. Ha ha ha, mọi người ở đây đều cười hết sức thoải mái, Vương Thiết Thành nheo mắt lại,
nhìn chằm chằm vào đuôi xe của Tần Lâm. Mercedes-Benz G, người khác không am hiểu về ô tô, nhưng anh ta lại biết. Dòng Mercedes-Benz G có thể rẻ được sao? Đó không phải xe vài trăm nghìn mà là xe vài triệu. Trong thôn có một cô gái tầm 18-19 tuổi, cô dùng điện thoại chụp lại chiếc xe của Tần Lâm, sau khi tra trên mạng, cô lập tức thốt lên. Wow, chiếc vừa nãy là siêu xe đó, xe địa hình cao cấp, giá phải hơn 3 triệu. Bao nhiêu hả, mọi người đều sững sốt. Hơn 3 triệu, mọi người xem này, đây chẳng phải là chiếc xe vừa rồi sao? Ảnh chụp trên điện thoại đúng là xe của Tần Lâm. À, thật không, hơn 3 triệu sao, đưa tôi xem nào, không phải là do mọi người nhìn nhầm đấy chứ. Ảnh rõ thế còn gì, anh tự xem đi. Cho dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy rõ đây chính là xe của Tần Lâm, kiểu dáng giống hệt nhau. Ai cũng sững sốt, hơn 3 triệu sao, không ngờ chiếc xe này lại đắt như vậy. Trông Tần Lâm khá giản dị, không ngờ lại có tiền như thế. Một chiếc xe để thay thế cho việc đi bộ mà tốn tận 3 triệu, vậy thì người này phải có bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, người ta cũng vô cùng hiền hòa, Vương Thiết Thành còn nói xe của người ta là xe quèn, bảo Tần Lâm đi giúp, anh cũng đi, cũng không sợ xe mình bị quẹt chày. Khi bị người khác châm chọc cũng không phản bác, người như vậy mới đáng mặt quân tử, thật là có khí chất. Ngay lập tức, Vương Thiết Thành cũng bị đem ra so sánh, anh ta giống như kiểu nhà giàu mới nổi, còn chưa trải qua sự đời. Sắc mặt Vương Vĩnh Thăng cũng trở nên vô cùng khó coi, lúc trước ông ta luôn nghĩ chiếc xe quèn đó là một chiếc xe địa hình cỡ nhỏ, tuy là Mercedes-Benz nhưng chắc chắn không thể nào bằng BMW X5 của con trai ông ta được, nhưng không ngờ đó lại là xe địa hình cao cấp, là một chiếc siêu xe. Sao thằng nhóc đó nhiều tiền vậy? Tại sao Vương Đông Tuyết may mắn thế, lại tìm được một người bạn trai giàu có như vậy? Đông Tuyết à, điều kiện của bạn trai cháu tốt như vậy, sao cháu không nói cho bác biết? Vương Vĩnh Thăng nói một cách chua chát. À, Vương Đông Tuyết cũng hơi ngây ra, cháu cũng không biết ạ. Vương Đông Tuyết không hề nói dối, trong ấn tượng của cô, Tần Lâm không phải là người giàu có đến vậy, anh chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi, có nhà có xe thì không thành vấn đề, nhưng nói, giàu, thì cũng không phải. Sắc mặt Vương Thiết Thành sa sầm xuống, siết chặt tay, xấu hổ vô cùng, giống hệt như anh ta đang bị đánh ở nơi công cộng vậy. Xe người ta 3 triệu còn không ngại giúp trưởng thôn. Còn chiếc xe chỉ có vài trăm nghìn của anh ta lại sợ chảy xước này nọ. Buồn cười nhất chính là anh ta đã từng nói sẽ cho tiền Tần Lâm sửa xe nếu xe anh bị chảy. Bây giờ thì hay rồi, chiếc xe vài triệu nếu bị chảy thì anh ta có trả tiền sửa xe nổi không? Vương Thiết Thành hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào, anh ta cũng không dám nhìn mặt họ hàng. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đã quay trở lại, anh vẫn đậu xe ở vị trí cũ, sau khi dừng xe liền cùng trường thôn bước xuống. Trường thôn mỉm cười hài lòng, ông cụ vòng tay qua vai Tần Lâm rồi nói với vẻ cảm kích. Vĩnh Thăng à, chiếc xe này cũng không tệ đâu, tuy không bằng chiếc BMW nhà cậu, nhưng cũng rất lợi hại đó, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Vương Vĩnh Thăng cười với vẻ ngượng ngùng, cũng không biết tiếp lời như thế nào. Vương Thiết Thành nhìn chiếc Mercedes-Benz G, càng nhìn càng ngưỡng mộ, sau đó đột nhiên nói. Người anh em, tôi vẫn chưa được lái qua chiếc xe này, cậu cho tôi mượn lái thử một vòng nhé. Được thôi, Tần Lâm thản nhiên ném chìa khóa qua, xem như không có gì. Vương Thiết Thành cầm lấy chìa khóa xe, sau đó đi đến chỗ xe của Tần Lâm, ngồi vào ghế lái của Mercedes-Benz G, anh ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đúng là siêu xe trị giá 3 triệu, quả nhiên hơn chiếc BMW của anh ta gấp nhiều lần, hoàn toàn không thể so sánh được. Sau khi lái vài vòng thì anh ta đã thật sự bị chinh phục, loại xe này không chỉ đẹp về ngoại hình mà tính năng địa hình cũng thật sự tuyệt vời. Cho dù có lái xe vào ruộng thì cũng chẳng có vấn đề gì. Vương Thiết Thành ngồi dựa vào ghế, có chút không phục, đều hơn 20 tuổi, anh ta cũng đã rất nỗ lực mới có thể lái được chiếc BMW X6 này, nhưng Tần Lâm lại có thể lái chiếc xe hơn 3 triệu, dựa vào cái gì chứ? Khi Vương Thiết Thành ngẩng đầu lên, anh ta vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh trên tấm bảng chắn sáng, đó là giấy phép lái xe. Vương Thiết Thành lập tức vui mừng khi xem xong giấy phép lái xe. Bởi vì chủ sở hữu trên giấy phép không phải là Tần Lâm, mà là một người phụ nữ tên Trần Thục. Nói cách khác, chiếc xe này là của Trần Thục, không phải của Tần Lâm. Trong lòng Vương Thiết Thành liền cảm thấy cân bằng trở lại, anh ta đặt lại giấy phép lái xe rồi bước xuống, sau đó khóa cửa lại. Vương Thiết Thành mang nụ cười giễu cợt đi vào trong sân, nhìn thấy Tần Lâm và những người khác đang ngồi yên vị, anh ta bèn đi qua. Hết chỗ rồi à,
bàn này hơi chật đấy. Bàn chính đã ngồi tận 11 người nên cũng khá chật, đương nhiên không thể nào ngồi thêm người được nữa. Vương Thiết Thành chỉ vào Tần Lâm và nói, người anh em, mời cậu đi bàn khác ngồi. Anh ta vừa dứt lời, Từ Quyên lập tức cau mày. Thiết Thành, cháu có ý gì đây? Vương Thiết Thành cười nói, cháu không có ý gì cả, hôm nay là sinh nhật bố cháu, bàn chính nên để người thân hoặc người có địa vị cao ngồi, trường thôn thì không sao, nhưng những người khác vẫn nên ngồi bên kia thì tốt hơn. Trường thôn cũng có chút ngượng ngùng, liền nói giúp vài câu. Thiết Thành à, cháu không thể nói vậy được, vừa rồi Tiểu Lâm cũng giúp ông làm việc mà. Đúng vậy, Tiểu Tần nhà người ta cũng lái siêu xe mà, sao lại nói là người không liên quan được chứ? Tiểu Tần có tiền như thế, chắc địa vị cũng không thấp, Thiết Thành, cậu đừng nói như thể là người ngoài như vậy. Trong mắt dân làng, Tần Lâm bây giờ đã là người có tiền, lái xe tận mấy triệu, đương nhiên địa vị xã hội cũng không tầm thường, ngồi ở bàn chính cũng chẳng có gì là không thỏa đáng cả. Xong, Vương Thiết Thành cười lạnh một tiếng, sợ rằng mọi người đã bị lừa rồi đó. Mặc dù nhiều người nói thay cho Tần Lâm, nhưng Vương Thiết Thành vẫn không hề hoảng sợ, bởi vì anh ta đã có bằng chứng cho thấy Tần Lâm nói dối. Mọi người đều sững ra, Thiết Thành, cậu có ý gì đây? Bị lừa là sao? Ha ha, người anh em họ Tần đây, xe của cậu là mượn hay thuê đấy? Vừa dứt lời, mọi người đều nhất thời sững sốt, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, mượn hay thuê là sao? Chiếc xe đắt tiền đó không phải của anh à? Nhìn dáng vẻ đắc ý của Vương Thiết Thành, xem ra anh ta thực sự có bằng chứng, vẻ mặt bông đùa như đang đợi để xem kịch. Sắc mặt Tần Lâm không hề thay đổi, vẫn vô cùng điềm tĩnh. Mượn đấy, ha ha ha, Vương Thiết Thành cười phá lên, cậu cũng thành thật ghê đấy. Vương Thiết Thành nói, lúc nãy khi tôi ở trên xe có phát hiện ra bằng lái của cậu ta, nhưng chủ sở hữu lại là một người tên Trần Thục, hoàn toàn không phải Tần Lâm, vậy nên tôi mới biết được hóa ra là cậu ta mượn xe. Đột nhiên, mọi người xì xào bàn tán, vốn tưởng anh là đại gia, nhưng không ngờ rằng lại đi mượn xe. Tại sao phải mượn xe? Không phải là để khoa khoang và giữ thể diện khi về thôn à? Kết quả lại biến lợn lành thành lợn què, bị Vương Thiết Thành vạch trần. Mặc dù xe của Vương Thiết Thành không phải loại siêu xe đẳng cấp gì, nhưng đúng là anh ta tự đi vay mượn đờ mua, chiếc xe BMW vài trăm nghìn cũng chẳng phải đồ giả. Vương Thiết Thành cười khẩy nói thử xem, chiếc xe đắt như vậy, làm sao mà chủ xe lại cho cậu mượn được chứ? Tuy là đi mượn nhưng có thể nhìn ra được Tần Lâm cũng có chút quan hệ. Anh ta vẫn không tin rằng người có thể lái chiếc xe này lại kết giao với một tên rẻ rách như Tần Lâm. Tần Lâm cười lạnh nói, bởi vì tôi đã tặng cho cô ấy chiếc xe này. Câu nói của Tần Lâm khiến tất cả mọi người đều im bặt. Cậu tặng cho cô ấy. Vẻ mặt giễu cợt của Vương Thiết Thành dần đanh lại. Ha 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 ha, buồn cười quá rồi đấy, cậu phét cũng vừa vừa thôi chứ. Tần Lâm này nói phét cũng vô cùng thái quá, nói tự mình mua xe là được rồi, lại còn bảo tặng cho người khác. Mua xe 3 triệu cho mình là một khái niệm hoàn toàn khác với việc tặng xe 3 triệu cho người khác. Tự mình mua một chiếc siêu xe cho bản thân có thể chứng tỏ là một người giàu có. Nhưng nếu có thể tặng chiếc xe vài triệu cho người khác thì là siêu giàu rồi, đó chẳng phải chỉ là những việc mà Hàn Niệm Anh hoặc những ông chủ hàng đầu mới làm được hay sao? Tần Lâm này lại dám phét đến vậy sao? Những dân làng khác cũng cười ầm lên, rõ ràng là bọn họ không tin. Vương Đông Tuyết cau mày, có chút không vui. Thôi bỏ đi, nếu đã không được chào đón thì chúng ta về thôi. Ê, đừng đi mà, hay thế này đi, Thiết Thành ngồi chen vào một chút là được thôi mà. Dù gì cũng là sinh nhật của Vương Vĩnh Thăng, cũng không thể cứng nhắc quá, vậy nên thêm một cái ghế, để mọi người ngồi cùng nhau là xong. Sau khi ngồi xuống, Vương Đông Tuyết mới lấy hai chai rượu Mao Đài mà Tần Lâm đem đến đặt lên bàn. Bác cả, đây là rượu anh Tần mua, chúc bác sinh nhật vui vẻ. Được. Vương Vĩnh Thăng cầm lấy, nhìn qua một lượt, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ô, Mao Đài đặc biệt à? Ở đâu ra đấy? Tần Lâm nói, bạn tặng à? Vương Thiết Thành cho mày, rượu Mao Đài đặc biệt. Cho con xem thử. Vương Thiết Thành cầm lấy một chai xem kỹ, sau đó nhíu mày. Bố đừng uống, đây là rượu giả đấy. Nói xong, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, vô cùng khó xử. Đây là rượu mà Tần Lâm tặng, người ta vừa đưa thì bảo là giả. Vương Đông Tuyết cau mày, anh nói tào lao gì thế, anh dựa vào đâu mà nói là giả. Vương Thiết Thành cười khẩy, rượu Mao Đài đặc biệt, hơn nữa còn là năm 1999, em nghĩ là loại rượu này có nhiều lắm sao?
Theo như anh biết thì 1999 là lô rượu Mao Đài ngon nhất trong năm, hơn nữa loại này lại còn là Mao Đài truyền thống, vô cùng hiếm. Tổng xuất xưởng chỉ có hơn 100 chai, hiện tại trên thị trường số lượng còn chưa đến một nửa, vậy nên người có thể mua được loại rượu này phải là người vô cùng giàu có. Hơn nữa, sau khi những người có tiền mua được thì đương nhiên sẽ không bán lại cho người khác. Vậy xin hỏi người anh em, cậu là nhân vật quyền ủy nào đây? Lời Vương Thiết Thành nói hết sức rõ ràng, người có thể mua được loại rượu nào không phải là người bình thường, hơn nữa cũng sẽ không tuồn ra ngoài. Tần Lâm cũng chẳng phải người quyền quý gì, vậy nên anh không thể nào mua loại rượu này được, chắc chắn rượu này là giả. Khi nghe nói là rượu giả, Vương Vĩnh Thắng cũng lộ ra vẻ thất vọng, vốn dĩ ông ta muốn thử loại rượu Mao Đài đặc biệt này. Con trai à, bố nhìn chai rượu này cũng không tồi đâu, nếu như hàng giả loại một thì chắc cũng ổn đấy nhỉ. Vương Thiết Thành lắc đầu, bố, rượu giả chính là rượu giả, chẳng có cái gì là loại một cả, các loại rượu giả đều được pha với cồn công nghiệp, giá thành vô cùng rẻ, nếu uống vào thì sẽ phải đi bệnh viện đấy, vậy nên chúng ta đừng thử, chẳng phải là Mao Đài sao, con mua cho bố rồi đây. Nói xong, Vương Thiết Thành đi đến cốp xe lấy ra hai chiếc hộp tinh xảo có dòng chữ Mao Đài. Bố, đây là quà của con. Hai mắt Vương Vĩnh Thắng sáng lên. Nhanh chóng tiếp lấy Mao Đài, con trai của bố vẫn là hiếu thảo nhất. Nhận lấy chai Mao Đài, ông ta vội mở ra. Ây dô, đây là Mao Đài phi thiên hả? Hơn 2.000 tệ một chai. Xa xỉ quá, thật hay giả vậy? Tôi biết Mao Đài phi thiên nhưng chưa từng uống. Hơn 2.000 tệ một chai đúng là đắt thật, một ly đã mấy trăm tệ rồi. Đúng là Thiết Thành có khác, đổi lại là người khác ai mà uống nổi chứ? Vương Vĩnh Thăng vội mở rượu, mùi cồn lập tức sốc lên. Sao giống mùi trong bệnh viện thế, một đứa trẻ nói. Ha ha, thằng nhóc này, nói linh tinh gì vậy chứ, đây là rượu Mao Đài, mùi bệnh viện cái gì chứ. Vương Vĩnh Thăng rót một ly, thấy rượu không bám vào thành lị, ông ta thấy kỳ lạ. Ông ta đưa lên mũi ngửi rồi khẽ cau mày lại, sau đó uống thử một ngụm, cau mày chặt hơn. Thế nào Vĩnh Thắng, rượu Mao Đài này chắc chắn không phải loại tầm thường đúng không? Rượu chảy xuống cổ họng. Vị hăng hắc sộc lên mũi khiến ông ta thấy khó chịu, trong miệng toàn vị cay, không có mùi vị của thức ăn. Cũng được, rượu này không giống các loại rượu khác cho lắm mặc dù không thích uống rượu, nhưng dù sao cũng là Mao Đài, đắt như thế, chắc chắn phải có điểm khác biệt. Nào, em hai, trưởng thôn, rót cho mỗi người một ly hai chai rượu cơ mà, không thể để mình ông ta độc chiếm được. Hai bố con Vương Đông Tuyết rót một ly rồi nhấp môi. Sau đó họ nhìn nhau, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Rượu Mao Đài này không được ngon như trong tưởng tượng, dù sao trưởng thôn cũng là cán bộ, cũng từng uống rượu Mao Đài, có điều không phải Mao Đài Thiên Phi mà chỉ là loại bình thường, nhưng còn ngon hơn loại này, có thể là do bọn họ uống không quen chăng. Vương Ái Dân thấy khó chịu, hôm qua ông ấy mới uống rượu Mao Đài đặc biệt của Tần Lâm, khác hoàn toàn với loại này. Sau khi uống một ngụm, hai người đều đặt ly xuống. Vương Thiết Thành nói, trưởng thôn, ông uống nhiều chút. Nếu ông thích lần sau về cháu mua hai chai cho. Thế thì tốt quá, ông dùng để tiếp đãi khách. Ha ha, không sao, cháu sẽ mua nhiều cho ông cũng uống đi, uống nhiều rượu tốt rất có ích cho sức khỏe, còn mấy cái loại rượu giả, kém chất lượng tốt nhất uống ít thôi, tránh sinh bệnh. Lúc nói Vương Thiết Thành liếc nhìn Tần Lâm, khuôn mặt lộ vẻ giễu cợt. Hôm qua mới uống rượu của Tần Lâm xong, bây giờ Vương Ái Dân thực sự không nuốt nổi chai rượu Mao Đài Thiên Phi này. Chỉ ăn cơm chứ không uống máy. Vương Đông Tuyết thấy thế, biết ngay là có chuyện gì, cầm lấy chai rượu Mao Đài đặc biệt đó. Bố, hay là bố uống cái này đi. Vương Thiết Thành nhíu mày, không phải anh nói rồi sao, uống rượu giả có hại cho sức khỏe, sao lại đưa cho chú hai uống chứ? Để anh vứt đi, Vương Thiết Thành cướp lấy chai rượu, sau đó cố ý buông tay. Chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành, rượu đổ hết ra ngoài. Chai rượu vừa rơi xuống đất, lập tức hương thơm lan tỏa khắp sân. Mọi người đều hít một hơi, hương men thấm vào gan ruột, ngay cả những người phụ nữ không thích uống rượu cũng thấy thèm thuồng. Thơm thế này mà lại là rượu giả sao? Mùi rượu giả cũng ngon thế này ư? Ây dô xin lỗi, đổ hết rượu của cậu rồi. Tần Lâm bình thản nói, không sao, tôi còn một hộp ở trong xe. Vương Thiết Thành cười khẩy, một hộp. Rượu giả của cậu còn bán buôn nữa cơ à? Lúc nãy nói loại rượu này toàn quốc chỉ còn lại vài chai, tên Tần Lâm đúng là nực cười, lại dám mang cả thùng đến, chẳng phải là nói phét sao. Vốn dĩ lúc ngửi thấy hương rượu,
Vương Thiết Thành suýt nữa thì tin chai rượu của Tần Lâm là rượu thật. Nhưng khi nghe nói trong xe anh còn một hộp, chắc chắn là nói phét, món đồ quý giá như thế này mua được hai chai đã khó lắm rồi rồi, thứ rượu đắt tiền này mà cũng bán buôn sao. Tần Lâm chẳng thèm để ý đến anh ta, lấy một chai rượu sau cốp xe, rót cho Vương Ái Dân và trưởng thôn mỗi người một ly, lúc nãy ngửi thấy hương thơm của rượu, trưởng thôn thèm chảy cả dãi, cuối cùng cũng được uống. Vừa uống một ngụm, hương thơm lan tỏa khắp miệng, rượu ngon, trưởng thôn khen một câu, nói xong ông cụ thấy có chút hối hận, cảm thấy không hợp lý cho lắm, dù sao mọi người đều bảo đây là rượu giả, bây giờ ông nói như thế khác gì bảo bản thân chưa được uống rượu ngon bao giờ. Trưởng thôn nói với Vương Thiết Thành, Thiết Thành à, có khi nào cháu nhầm lẫn không, đây là rượu giả sao? Vương Thiết Thành cầm chai rượu chỉ vào thương hiệu bên trên rồi nói. Trưởng thôn ông xem. Rượu Mao Đài chính cống chỗ này sẽ có một cái tem chống giả, nhưng chai rượu này lại không có, đương nhiên là hàng giả rồi. Vương Ái Dân thấy bực bội, sao rượu giả lại ngon như thế chứ? Tiểu Tần, là vậy sao? Tần Lâm cười, đương nhiên không phải rồi. Thấy Tần Lâm phủ nhận quan điểm của mình, Vương Thiết Thành thấy không vui. Cậu hiểu cái gì chứ? Tôi mua rượu bao nhiêu năm rồi, chả lẽ lại không bằng cậu? Tần Lâm cười. Rượu bình thường có tem chống giả để người dân phân biệt hàng thật hàng nhái, còn loại rượu đặc biệt thì không cần. Rượu đặc biệt sản xuất riêng cho những người có thân phận cao quý, nghĩ xem, rượu cho bọn họ thì cần phải kiểm nghiệm thật giả làm gì chứ? Lời của Tần Lâm khiến mọi người ngộ ra, ai cũng cảm thấy rất có lý. Đúng thật là như vậy, rượu đặc biệt chỉ dành cho những nhân vật quyền thế, các nhà máy sản xuất rượu nịnh bợ còn không kịp, sao có thể đưa rượu giả được chứ, vậy nên không cần tem chống giả. Vương Thiết Thành nói không đúng, không phải do không có sự am hiểu về rượu mà là do anh ta không đủ trình. Kiểu người không tiếp xúc với sự cao cấp, xa xỉ thì đương nhiên không thể nào hiểu được cuộc sống thực sự của tầng lớp giàu có. Lời nói của Tần Lâm khiến mọi người hiểu ra, điều quan trọng là rượu Mao Đài họ uống thực sự rất ngon. Trưởng thôn cẩn thận nâng ly rượu lên, không nỡ uống. Tiểu Tần hiểu rượu như thế, vậy chai rượu Mao Đài Phi Thiên này là thật hay giả vậy? Trưởng thôn cũng tùy ý hỏi một câu, coi như là xin chỉ bảo. Tần Lâm nói, bên trên chai rượu Mao Đài đều có dây đỏ, trên đó có một con dấu rất nhỏ ghi năm sản xuất rượu. Bởi vì dây đỏ trên rượu Mao Đài giả đều là đồ đã qua sử dụng, vậy nên năm trên dây với năm trên chai sẽ không giống nhau. Nếu trên thân chai ghi là rượu Mao Đài năm 2005, nhưng trên dây đỏ lại ghi là năm 2008, đó chính là hàng giả. Nói xong. Trưởng thôn cầm chai rượu Mao Đài Phi Thiên mà Vương Thiết Thành mua, bên trên ghi là 2009. Sau đó nhìn vào sợi dây, 201-6. Sau khi đọc xong, bàn ăn lập tức trở nên im lặng, mặt mọi người biến sắc, nhìn nhau với vẻ cười đùa, giả bộ như không có chuyện gì, nhưng mắt lại liếc nhìn Vương Thiết Thành. Đúng là nực cười thật đấy. Bản thân đã bốc phét còn nói to, nói rượu của người ta là rượu giả, kết quả rượu mình mua mới là hàng dởm. Đây chẳng phải tự tát vào mặt mình sao? Không nói giá tiền chai rượu này thế nào, trưởng thôn từng này tuổi rồi cũng là người hay uống rượu, rượu ngon hay không uống phát là biết ngay. Chai rượu mà Vương Thiết Thành mua vừa uống là thấy nồng nặc mùi rượu cồn, nếu anh ta không nói đây là Mao Đài Phi Thiên, ông cụ còn lâu mới uống. Mặt Vương Thiết Thành tái mét lại, không ngờ tên này lại am hiểu về rượu. Chai rượu Mao Đài giả mà anh ta mua là hàng Superfect. Trông thật hơn mấy chai hàng nhái kém chất lượng, người bình thường từ bề ngoài khó có thể nhận ra, bởi vì vỏ là vỏ rượu Mao Đài thật, có điều rượu bên trong đã bị đổi thành loại rượu dởm. Người trong thôn này chắc chắn không thể nào phân biệt được thật giả, nhưng họ không ngờ rằng một người từ nơi khác đến như Tần Lâm lại có thể nhận ra từ chi tiết nhỏ trên sợi dây. Lúc này Vương Thiết Thành thực sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, mặt đỏ phừng phừng, vô cùng xấu hổ. Vương Vĩnh Thăng lại càng ngượng ngùng hơn. Hai bố con họ lặng lẽ tặng quà mừng thọ là được rồi. Hôm nay định khoe khoang một tí trước mặt mọi người, không ngờ tên này lại mua rượu giả, đúng là quá thất vọng. Ha ha, Thiết Thành không am hiểu về lĩnh vực này, bị lừa rồi hả? Không sao, rượu giả thì rượu giả vậy, bày tỏ tấm lòng là được rồi. Vương Vĩnh Thắng cố gắng nói đỡ cho Vương Thiết Thành, bảo rằng anh ta không phải cố ý mua rượu giả mà do sơ ý để bị lừa. Mặc dù là rượu giả nhưng dù sao cũng mất tiền mua rồi. Có điều đương nhiên mọi người sẽ không tin cách giải thích gượng ép này, bị lừa sao? Bằng này tuổi rồi còn có người ngu thế à?
Ngay cả người nhà quê cũng biết phải lên siêu thị to hoặc chuỗi cửa hàng rượu bia thuốc lá mới mua được Mao Đài, nếu bản thân không muốn mua hàng giả, sao có thể bị lừa chứ? Mọi người cũng chêm thêm vài ba câu để không khiến người ta mất mặt, sau đó không nói nữa. Lúc ăn cơm, mọi người chuyển chủ đề khác, bầu không khí cũng êm dịu đi. Vương Vĩnh Thăng hỏi Tần Lâm, cậu kinh doanh rượu trắng à? Thấy Tần Lâm nói am hiểu như thế, Vương Vĩnh Thăng tưởng anh kinh doanh mảng này. Tần Lâm nói, không phải, tôi là bác sĩ đông y. Bác sĩ đông y, mọi người lộ vẻ thất vọng, bác sĩ đông y đầy ra, trong thôn họ cũng có hai bác sĩ đông y, đều theo sự phụ học nghề, về từng thôn để khám chữa bệnh, nhưng cũng không kiếm được nhiều lắm. Vương Thiết Thành bĩu môi, mặt lộ vẻ khinh bỉ, còn tưởng là nhân vật quyền thế nào thì ra chỉ là một bác sĩ. Xã hội bây giờ bác sĩ không còn có giá trị nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả. Những người họ hàng khác tò mò hỏi, Thiết Thành à, thế bây giờ cháu làm nghề gì thế? Đi hẳn xe BMW, làm ông chủ hả? Vương Thiết Thành cười nhạt, cũng không phải ông chủ gì cả, chỉ là một người phụ trách, cháu làm về mảng logistics, mọi người có biết chuyển phát nhanh Đông Phong không? Mọi người mừng rỡ, chuyển phát nhanh Đông Phong. Thật hay giả vậy, công ty đó nổi tiếng toàn quốc đấy, cháu làm việc cho công ty lớn thế sao? Vương Vĩnh Thăng cũng tự hào, cười nói, cái gì mà đi làm ở công ty chứ, con trai tôi là lãnh đạo. Người phụ trách Đông Hải. Thực ra Vương Thiết Thành không hề lợi hại như thế, nhưng mà đám nhà quê này cũng không hiểu nên chém gió vài câu. Ha ha, cũng không phải nhân vật lớn gì, chỉ là đi làm thuê cho người ta. Ông chủ của bọn cháu là chủ tịch tập đoàn Phùng Thị ở Đông Hải, cháu cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi. Mọi người nghe thấy thế lập tức lộ vẻ ngưỡng mộ. Phùng Thị, là gia tộc Phùng Thị nổi tiếng nhất ở Đông Hải sao, tôi từng nghe nói đến bọn họ. Tôi cũng từng nghe nói đến, hình như rất nhiều sản nghiệp đều mang thương hiệu Phùng Thị. Thiết Thành đúng là có tiền đồ ha, có thể làm lãnh đạo ở công ty to như thế, lợi hại thật. Tần Lâm cười nhạt, chắc là tập đoàn Phùng Thị của Phùng Thụ Cường chăng? Vương Vĩnh Thăng tự hào, con trai là thanh niên có tiền đồ nhất trong thôn, ngay cả con của gia đình trưởng thôn cũng không bằng. Thiết Thành à, con rể của nhà chú hai cũng làm việc ở Đông Hải, hay là con sắp xếp cho cậu ấy vào trong công ty của con đi, làm bác sĩ thì có ý nghĩa gì chứ, phải làm ở công ty to thì mới có tương lai. Những người họ hàng khác cũng rất ngưỡng mộ, thế thì tốt quá, từ một bác sĩ bình thường chớp mắt cái được làm việc trong doanh nghiệp lớn, đúng là một bước lên trời. Tiểu Tần, cháu còn không mau thể hiện trước mặt lãnh đạo tương lai đi. Kính một ly rượu đi. Đúng là người thân có khác, thật ngưỡng mộ. Vương Vĩnh Thăng với Vương Á Dân là anh em ruột, còn cái giúp đỡ tìm công việc là điều đương nhiên rồi, những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Vương Thiết Thành cũng được coi là nở mày nở mặt, trước đây cứ so bì mãi nhưng cũng chẳng chứng minh được gì. Chỉ có công việc mới chứng minh được năng lực và địa vị của một người đàn ông. Tần Lâm chẳng qua chỉ là một tên bác sĩ. Có lợi hại chăng nữa thì cũng chỉ trở thành chuyên gia. Hơn nữa cũng chẳng biết bao giờ mới trở thành chuyên gia, đến lúc có tuổi rồi sự nghiệp mới thành công thì còn ý nghĩa gì nữa. Vương Thiết Thành trẻ tuổi thế này mà đã làm lãnh đạo của công ty lớn, sau này tiền đồ sẽ rất rộng mo. Học lực của cậu thế nào, học ở trường đại học nào? Vương Thiết Thành vắt chéo chân, ra dáng ông chủ, hỏi Tần Lâm. Tôi hả, tôi chưa từng học đại học. Hả, Vương Thiết Thành cố tỏ vẻ sửng sốt. Sau đó cau mày lại, ra bộ khó xử. Không học đại học, muốn vào công ty chúng tôi chắc không dễ đâu. Anh ta không nói chắc chắn, khó nhưng cũng không phải là không làm được. Ý là muốn có công việc thì phải cầu xin nhờ và anh ta. Từ Quyên lập tức hiểu ra ý của Vương Thiết Thành, dù sao Tần Lâm cũng là con rể tương lai của bà ấy. Nếu như thực sự có cơ hội như vậy, bà ấy chắc chắn sẽ phải bảo Vương Thiết Thành giúp đỡ. Nào, Thiết Thành, thím hai mời cháu một ly. Bây giờ cháu đã thành công trong sự nghiệp, cuộc sống cũng khá giả, chúng ta lại là họ hàng với nhau, cháu phải giúp thím chuyện này đấy. Vương Thiết Thành đắc ý cười, làm bộ làm tịch nói. Thím hai đã nói rồi thì cháu sẽ giúp, có điều, mặc dù cháu cho cậu ta vào trong công ty, nhưng sau này có làm được hay không thì phải dựa vào năng lực của cậu ta. Mặc dù Từ Quyên không hiểu, nhưng cảm thấy anh ta nói cũng có lý, nên vẫn nịnh bợ Vương Thiết Thành vài câu. Tần Lâm cười nhạt, gì không cần phải tốn công sức vì cháu đâu, hiện tại cháu vẫn chưa muốn đổi công việc. Hả, vậy được thôi, nghe thấy Tần Lâm nói thế, Từ Quyên bỏ ly rượu xuống. Người khác chẳng nói gì nhưng Vương Thiết Thành lại thấy không vui. Ý gì chứ, không nể mặt tôi sao? Hừ,
người trẻ tuổi như chúng ta cần phải có chí tiến thủ mới được, cơ hội tốt bày ngay trước mặt mà không biết trân trọng, sau này có thể làm lên trò trống gì chứ? Vương Thiết Thành nhìn Tần Lâm rồi cười khẩy, cho cậu cơ hội đổi đời mà cậu không cần, người khác cũng không giúp được đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.